Chúng ta có 34 thầy cô đã tham gia được ạ. Ở đây theo như ghi nhận thì có một số các thầy cô thì hiện tại thì đang 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 tham gia quiz bằng điện thoại, thì các thầy cô nên tải app về ạ. Cái việc đó sẽ giúp cho các thầy cô dễ dàng để đăng nhập hơn ạ. Ngoài ra thì như là chúng ta cái quy định đã nêu ra từ đầu là tất cả các thầy cô khi tham gia tập huấn thì các thầy cô 100% phải sử dụng là máy tính ạ. Bởi vì các cái thao tác của các cái phần mềm cũng như là các ứng dụng thì đa số là sẽ làm trên máy tính. Vâng, hiện tại thì đã có 38 thầy cô đã tham gia được, thì xin phép cô Hương là bởi vì là buổi học ta thì chúng ta khá là hạn chế về thời gian và đa số các thầy cô ở đây khá là đông, vì thế nên để cho các phần sau chúng ta có thể tương tác cũng như là các thầy cô có thể thao tác được các cái phần mà cô Minh sẽ hướng dẫn, thì xin phép được bắt đầu game của chúng ta. Thì còn lại thì các thầy cô nào mà chưa vào được thì xin phép các thầy cô sẽ gửi link và các thầy cô sẽ thực hiện bài bài này ở nhà. Ready, các thầy cô sẵn sàng chưa ạ? Okay. Yes. Yes. Okay, now we can start.
À, vừa rồi do là kết thúc vội quá nên là chắc là cái phần này vẫn còn chưa kịp ghi lại. Thì ở trong phần này như các thầy cô biết, một trong những cái công cụ giúp các thầy cô có thể tạo ra hứng thú cho bài học đối với học sinh, đặc biệt là trong cái thời điểm dịch dịch bệnh, và các thầy cô thường xuyên sẽ phải tương tác với học sinh qua cái hình thức là trực tuyến và online. Thì một trong những cái công cụ giúp các thầy cô có thể tạo ra hứng thú cho bài học và giúp cho học sinh có thể cảm thấy là hứng thú hơn trong việc học tập cũng như là mang lại hiệu quả, thì công nghệ thông tin sẽ giúp các thầy cô làm được điều này. Và trong giờ trước thì các thầy cô có lẽ là cũng đã tiếp cận với một số các cái ứng dụng có thể giúp các thầy cô vừa kiểm soát được chất lượng cũng như là tạo hứng thú cho bài học. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một cái chuyên đề, một cái mô đun tiếp theo với cô Vũ Minh ạ. Sau đây xin giới thiệu cô Vũ Minh là giảng viên của khoa kỹ thuật công nghệ trường Đại học Hùng Vương. Sau đây cô Vũ Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ các anh chị trong phần tiếp theo ạ. Xin mời cô Vũ Minh ạ. Xin cảm ơn cô Liên và cô Vinh lời giới thiệu và có những cái hoạt động ban đầu để chúng ta có khởi động trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào thân ái và gửi chúc các thầy cô một buổi tối thứ bảy thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay buổi tối thứ bảy thì chúng ta lại dành cho nhau một buổi là chúng ta có thể chia sẻ những cái nội dung về công nghệ ICT như là cô Minh cô vừa giới thiệu. Xin giới thiệu với các thầy cô, tôi là Vũ Thu Minh từ khoa kỹ thuật công nghệ bên bộ môn công nghệ thông tin. Hôm nay sẽ chia sẻ với các thầy cô một số những cái nội dung về tạo các đề thi trắc nghiệm để giúp cho các thầy cô giảm tải và cũng đỡ vất vả hơn trong quá trình chúng ta thực hiện giảng dạy online và trong cái tình hình hiện nay. Và cũng mong rằng trong cái buổi với cái thời gian ngắn ngủi như thế này, cũng hy vọng là hết buổi tối ngày hôm nay sẽ dành cho các thầy cô, đó là tạo cho các thầy cô được là thành thạo trong cái phần là tạo đề trắc nghiệm, chấm bài, làm sao cho là kết thúc cái phần này thì các thầy cô có thể tự tin là hôm sau sang tuần các thầy cô có thể đi dạy, có thể tạo cho sinh viên, cho học sinh của mình những cái bài trắc nghiệm và tự chấm một cách gọi là thành thạo nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn ạ. Tôi xin chia sẻ cái màn hình. Ngồi gọn. Thầy cô có nhìn thấy màn hình của tôi không ạ? Có. Dạ. Có. Nội dung của chúng ta ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ với các bạn về việc sử dụng một cái công cụ
là hữu ích trong quá trình chấm bài cũng như là trắc nghiệm. Có lẽ vào cái thời điểm này, trong thời gian này thì cái phần mềm này, cái ứng dụng này nó đơn giản, dễ sử dụng nhất cho cả giáo viên và cả học sinh. Vì vậy mà lựa chọn này cũng để tạo cho các thầy cô có những cái công cụ gọi là dễ dàng nhất mà chúng ta có thể là những thầy cô mà chúng ta khó có thể tiếp cận công nghệ chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Thì cái phần mềm Azuta này thì trước hết thì nó trước mắt ấy nó cung cấp cho chúng ta về cái bản free, những cái nội dung free ấy. Thì nếu như không có cái gì mà chúng ta sâu xa quá thì chúng ta sử dụng bản free này là ok, đầy đủ những cái chức năng mà chúng ta có thể sử dụng được. Còn nếu như các thầy cô về đâu về dài, các thầy cô có những cái chức năng muốn bảo mật hơn, muốn có những cái chức năng nó tuyệt đối hơn nữa thì chúng ta sẽ có những cái bản về thương mại, tức là chúng ta bỏ một chút chi phí ra thì chúng ta có thể sử dụng nó được tốt hơn. Thế thì hiện tại thì chắc là với nhu cầu của chúng ta thì chúng ta chỉ cần dùng những cái free của nó thôi thì là đã là tương đối là tuyệt vời rồi. Một chút về Azuta, có lẽ là bây giờ thì tôi nghĩ rằng là các thầy cô không ai là không biết tới nó, là không biết là có các thầy cô đã sử dụng, đã có thầy cô nào sử dụng nhiều chưa, nhưng mà ít nhiều thì chúng ta nghe trên Facebook, chúng ta xem trên Facebook hay là báo đài cái gì đó chúng ta đều có nghe tới cái này rồi, Azuta, đúng không? Và tên của nó thì cũng chính là cái địa chỉ là azuta.vn. Nó được biết đến là bởi vì nó sử dụng rất là đơn giản, dễ tiếp cận, không cần phải là giáo viên công nghệ thông tin mà có thể tiếp cận được, mà tất cả những ai mà chỉ cần tiếp cận thôi, qua một lần giới thiệu thôi là chúng ta cũng có thể sử dụng được rồi. Và học sinh của chúng ta thì cũng không cần phải nhiều cái thao tác quá, mà chúng ta chỉ cần có một đường link và chỉ cần có một nhấp nút thôi, thiết bị thôi, trên máy tính hoặc là trên điện thoại của chúng ta cũng có thể dễ dàng. Em có thể làm bài và nộp bài đơn giản nhất. Đấy là cái lợi thế của Azuta. Và chính vì vậy trong những cái bước đầu, ngay từ khi mà cái Azuta này nó xây dựng ấy, nó có những cái bản thử liên tục và nó thay đổi liên tục. Nó có cả một cái cộng đồng, như là nó có rất là nó tiếp thu những cái ý kiến của người dùng cực kỳ tốt và nó có cái sự thay đổi để mà đáp ứng với người dùng. Rồi, hiện nay tôi có thể nói rằng là đánh giá hiện nay đối với các phần mềm khác thì Azuta là tương đối đơn giản nhất cho các thầy cô. Vậy mà hiện nay thì chúng tôi giới thiệu với các thầy cô và hướng dẫn thầy cô để thực hiện cái nội dung mà về bài tập như là về phần trắc nghiệm. Thế thì như là cô Minh hôm trước cũng có đặt hàng thì các thầy cô dạy tiếng Anh, do đó cái việc mà các thầy cô sử dụng những cái về trắc nghiệm bài tập chắc có lẽ là tất cả chung cho tất cả các ngành học khác, các môn học khác. Còn tiếng Anh của chúng ta thì chúng ta có cả phần tự luận, có cả phần trắc nghiệm và có cả phần nghe, thì ở trong Azuta này nó cũng hỗ trợ hoàn toàn cho các thầy cô thực hiện được cái việc đó. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu. Thì cái này ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ thực hiện đến đâu, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô một đoạn đến đâu thì chúng ta lại thực hiện làm đến đó, thì có lẽ là sẽ hay hơn, đúng không ạ? Chúng ta đồng ý không ạ? Tức là từng bước đến từng một đoạn một thì các thầy cô cứ thực hiện theo từng đoạn đó, thì các thầy cô cứ làm một lượt. Có thể không cần thiết là cái đề của các thầy cô nó dài quá, thầy cô có thể cắt đi, thầy cô có chỉ cần 2-3 câu thôi trong đó thôi để chúng ta có thể test nó ấy, là ổn rồi. Thế còn lại đoạn sau nữa, sau này các thầy cô một cái bộ đề sau này nó là cái phần bài tập ở nhà các thầy cô mình sẽ thông báo sau ấy, thì cái nội dung như thế nào đó thì sẽ có giao bài sau, thì lúc đó chúng ta hoàn thiện bài sau, chúng ta chỉ cần test thôi, một đoạn ngắn thôi, nó lên là được, đúng không? Chúng ta xác định nó là được là ok. Một số những cái nội dung mà chúng ta sẽ lần lượt, nhất là cái việc đầu tiên chúng ta sẽ phải đăng ký, đúng không ạ? Việc đăng ký ở đây thì nó có cả đăng ký tài khoản cho học sinh và cho giáo viên. Việc bước đầu tiên là chúng ta có đăng ký đã, và học sinh thì có thể đăng ký hoặc là không, nhưng giáo viên thì chúng ta phải có đăng ký. Chúng ta có tạo tài khoản của chúng ta tạo lớp, chúng ta tạo bài thi, đề thi, chúng ta phải có rồi. Thứ hai đó là sau khi mà tạo xong đăng ký xong thì chúng ta phải thực hiện là việc tạo lớp học. Tạo lớp học xong thì trong cái tạo lớp học đó thì chúng ta sẽ có cái tạo danh sách lớp. Chúng ta phải có thành viên, tên của các em học sinh theo từng lớp của mình. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo đề thi hay là tạo bài tập. Đề thi thì chúng ta có bài thi trắc nghiệm, bài thi tự luận hay là tổng hợp bài thi, những dạng như bài thi tiếng Anh của các anh chị đấy. Thế là chúng ta có ba cái nội dung, nó đều cần hỗ trợ cả. Hay là một dạng bài tập. Thì bài tập thì có thể là ra một cái bài tự luận, sau đó là các em học sinh làm và các em có thể tải file lên hoặc là các em có thể chụp bằng điện thoại, rất là thuận lợi.
Đấy, chụp một cái làm, sau đó chụp bài và là gửi cho thầy cô, đây là thầy cô chấm thôi. À, cái thứ tư nữa đó là sau khi mà chúng ta làm bài, giao bài, tạo đề xong thì chúng ta phải có cái bước là chúng ta giao bài cho các em. Đúng không? Giao bài và đưa nội dung đấy cho lớp hay là cho cá nhân thì chúng ta sẽ thực hiện cái nội dung đó. Và sau đó bước thứ tư nữa đó là sau khi giao bài xong thì chúng ta phải đứng trên dẫn đó là học sinh thì nó sẽ làm bài như thế nào và nó nộp bài như thế nào. Đấy, thì đấy là những cái bước cơ bản nhé. Thế mà ngoài ra nó có thời gian trong cái quá trình là cũng xin tôi cũng trao đổi luôn với cô mình ở bên trung tâm ngoại ngữ là ngoài cái việc là trong quá trình mà các thầy cô có những cái buổi mà trao đổi ở đây thì ngoài cái thời gian đó hoặc là sau này đi chăng nữa thì tôi vẫn mong muốn là chúng ta cũng có được cái Zalo mà tôi cũng đã được cô mình ép vào ấy. Thì trong quá trình đó các thầy cô có thể có cái vướng mắc gì, các thầy cô có thể là thoải mái để trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi cũng đề xuất với cô Minh thôi ạ, là chúng tôi cũng có một đội ngũ các giáo viên, chúng tôi sẽ add giáo viên vào và các thầy cô sẵn sàng để có thể chia sẻ và hỗ trợ các thầy cô trong quá trình các thầy cô giảng dạy, không những cái đợt mà chúng ta tập huấn này và sau này nữa, thì chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ các thầy cô. Phần thứ nhất ạ, chúng ta sẽ bắt đầu vào đăng ký tài khoản cho học sinh, đúng không ạ? Thế thì vào đăng ký tài khoản thì ở đây tôi sẽ đến từng phần, thì xin phép và các thầy cô là tôi sẽ chuyển sang phần mềm luôn và tôi sẽ hướng dẫn, và mỗi một bước đó thì qua một lượt hướng dẫn thì các thầy cô tôi sẽ dùng khoảng vài phút để các thầy cô thực hiện nó luôn để cho nó tiện, hoặc các thầy cô tự tạo. À, phần đăng ký này thì chúng ta sẽ có một số những cái nội dung, thì khi chúng ta đăng ký thì cho có đăng ký tài khoản này, có đăng nhập này, nếu chúng ta quên mật khẩu thì như thế nào, cái đó tôi sẽ nói luôn bằng thông qua cái phần mềm. Rồi chúng ta muốn đổi mật khẩu thì chúng ta làm gì, hay là đổi số điện thoại. À, tại sao ở đây có cái số điện thoại cái này thì tôi sẽ chuyển sang cái phần web cho các thầy cô để các thầy cô nhìn cho nó tiện. Đấy. Đấy ạ. Ví dụ nhá, khi chúng ta vào đây. Azota, đúng không ạ? Thường là khi mà chúng ta quen rồi, chúng ta lưu nhớ thì có azota.vn. Chúng ta vào luôn, đúng không ạ? À, tôi vừa nói thì các thầy cô cũng có thể là trên màn hình máy tính của mình có thể, các thầy cô có thể vào luôn ạ. Azota.vn. À, khi đó thì nó sẽ cho chúng ta cái giao diện của phần mềm, nó đơn giản lắm, nó cũng không cầu kỳ gì đâu ạ. Đấy, cái này được cái nó rất là hay ở cái đó. Vào trang đó thì nó có một cái nền tảng Azota chào đón chúng ta thôi ạ. Đúng không? À, nền tảng tạo đề thi và bài tập online. Luôn cái vai trò của nó là tập trung vào đúng cái việc tạo đề thi và bài tập online chấm online. Chúng ta có thể đăng ký khi mà chúng ta chưa có, rồi đăng nhập khi có rồi. Nếu chúng ta đăng ký thì các thầy cô đăng ký á, bấm vào đăng ký ban đầu. Ở đây thì đã có thầy cô nào sử dụng và đã có được cái, đã có cái tài khoản trên Azota chưa ạ? Các thầy cô có rồi ạ. À, nếu các thầy cô nào có rồi thì là chúng ta cứ đăng nhập thôi, chúng ta vào thôi. Còn các thầy cô chưa thì các thầy cô sẽ vào đăng ký ạ. Ở trong này thì nó có khi chúng ta chọn đăng ký đúng không ạ? Chúng ta có cái nền tảng giáo dục số, có hai phần lựa chọn là tôi là học sinh và tôi là giáo viên. À, cái này là học sinh của chúng ta, nếu mà các thầy cô quy định là các con phải có tài khoản thì các thầy cô yêu cầu các em tạo. Thế nhưng mà thường là tạo đó thì sẽ đi liền với việc là cái này thì luôn luôn là nó sử dụng qua số điện thoại, là xác nhận, xác minh bằng số điện thoại. Vì vậy mà chỉ một số điện thoại, chỉ với một tài khoản thôi. Vậy thì nếu như bình thường các thầy cô sử dụng ấy, các tài khoản mà các phần kiểm tra bài cho các em mà nó cũng không cần phải quá bảo mật, vì là các bài kiểm tra định kỳ hay giữ kỳ hoặc cái gì đấy, kiểm tra 15 phút gì đấy, thì thôi chúng ta cũng không cần phải để học sinh tạo tài khoản. Thế sao? Chúng ta vẫn, các em vẫn làm thoải mái, sau đấy chúng ta giao bài, chúng ta từng phần từng cách. Chúng ta chọn bấm vào tôi là giáo viên, đúng không ạ? Ở phần đó thì các thầy cô nhập họ tên của mình này, số điện thoại này. Đấy. Và mật khẩu này, nhớ mật khẩu nhá. Các thầy cô làm nào nhớ mật khẩu như tôi chẳng hạn thì tôi hay quên lắm. Nên là mà mỗi một lần chúng ta quên mật khẩu thì chúng ta lại phải khởi tạo mật khẩu thông qua số điện thoại chúng ta nhắn tin ạ. Đấy. Mỗi một lần nhắn tin thì chúng ta mất đâu một cái trăm theo là nó tiền như là tiền sử dụng cái tin nhắn đấy. Đấy. Chúng ta không khởi tạo một cách email mà nó sẽ thông qua, cả đều kích hoạt qua điện thoại hết, số điện thoại hết. Đấy, nên là mỗi một lần đấy thì các thầy cô có thể ghi chú lại cho nó nhớ. Tôi thì suốt ngày tôi quên, tôi lúc nào tôi cũng phải ghi nhớ trong notes. Họ tên ạ, số điện thoại ạ, mật khẩu, đúng không? Email các thầy cô không bắt buộc. Sau khi làm xong thì các thầy cô đăng ký. Và đăng ký xong thì chúng ta có thể đăng nhập được. Đấy.
Các thầy cô có thể làm luôn cái nội dung đó để chúng Đây ta số có thể điện làm. Như tôi thì tôi có rồi, tôi sẽ đăng nhập đúng không ạ? Tôi sẽ nhập số điện thoại, đây là số điện thoại của tôi ạ. Và thường là trên máy này tôi chỉ sử dụng một máy của tôi thôi, là không ai có thể xâm nhập cái máy tính của tôi cả, cho nên là tôi để chế độ là tôi lưu mặc định đỡ đỡ quên đó. Ở đó là chúng ta có xong là chúng ta sẽ vào đăng nhập, chúng ta bấm vào đăng nhập, đăng nhập. Khi mà chúng ta vào đăng nhập thì chúng ta sẽ có cái giao diện. Cô Minh ơi, cô Minh có thể là yêu cầu là các thầy cô nào có tài khoản rồi ạ thì vui lòng chụp lên gửi lên trên nhóm Zalo giúp ạ, để coi như là kết thúc thao tác đầu tiên ạ. Mọi người đều có sản phẩm là tài khoản của mình ạ. Thế ạ. Vâng. Cảm ơn cô ạ. Rồi thế thì chúng ta sẽ cứ thống nhất như thế đúng không? Đến từng đoạn, nhất là chúng ta vào cái bước là tạo, sau đó chúng ta đăng nhập. Thì các thầy cô sẽ chụp cái màn hình của chúng ta đăng nhập lên nhé, như thế này này. Chụp màn hình này là chúng ta đã đăng nhập vào rồi này. Gửi lên nhóm của các nhóm của các thầy cô ạ. Chắc phần đăng nhập này các thầy cô cũng không khó khăn gì đâu đúng không ạ? Chúng ta cứ cái số điện thoại của chúng ta. Sau này nếu mà chúng ta muốn thay đổi điện thoại, số điện thoại thì cũng thay đổi được thôi. Như trên hai nhóm là rất là nhiều thầy cô đã thao tác được rồi đấy cô Minh ạ.
Chị Minh ơi, chị Minh đang tắt mic. Tôi các thầy cô không để ý thế là cứ thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ. Thì nó đang bảo không thấy cô giáo nói gì, cô giáo là cô giáo nói. Không, tắt mic chẳng để ý. Xin lỗi thầy cô ạ. À, như màn hình các thầy cô vừa mới nhìn thấy ấy, khi mà chúng ta quên mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại, chúng ta bấm vào quên mật khẩu và chúng ta nhập số điện thoại này và nó cho phép chúng ta nhập cái password mới của chúng ta luôn mà nó không cần biết là cái password là gì. Và sau khi chúng ta chọn tiếp tục ấy thì nó sẽ có một cái giao diện là cho chúng ta sử dụng cái tin nhắn và chúng ta nhắn tin theo cái cú pháp mà nó đã hiển thị. Sau khi mà chúng ta sử dụng cái điện thoại, chúng ta gửi tin nhắn một cái là nó sẽ kích hoạt ngay hệ thống chúng ta và chúng ta nó sẽ phản ứng ngay chúng ta và chúng ta sử dụng ngay cái pass mới. Đấy, luôn luôn nó là như thế. Vì vậy trong cái này nó không liên quan gì đến tiếp theo cái gì đâu thầy cô ạ. Nó cứ sử dụng qua thông qua cái điện thoại bằng tin nhắn thôi. Quên cái gì thì khởi tạo cái gì là sử dụng điện thoại và sau đó nó nhắn tin hoặc là chúng ta nhắn tin theo cái cú pháp mà người ta hướng dẫn. Và cái chi phí đó thì giống như cái chi phí mà chúng ta nhắn tin trên hệ thống của chúng ta thôi. Thế bây giờ khi mà chúng ta đăng nhập vào một cái thao tác nữa đó là liên quan nếu mà chúng ta muốn thay đổi hoặc là tắt gì đó thì các bạn sẽ ở bên góc phía trên bên phải của chúng ta, tức là cái tên biểu tượng của chúng ta, ví dụ như của tôi là Minh Vũ chẳng hạn thì nó có viết tắt là MV này, chúng ta bấm vào đó. Sau đó là có cái tên nick của chúng ta, dưới có số điện thoại. Các thầy cô chọn. Thì chúng ta có khi chúng ta chọn vào cái bút thì cái bút nó sẽ xuất hiện cái phần là cho phép chúng ta đổi mật khẩu. Chúng ta có thể là chọn tên thôi, sau đó là mật khẩu mới này, và nếu như chúng ta không muốn đổi số điện thoại thì chúng ta chỉ nhập tên này, chúng ta nhập mật khẩu mới và chúng ta cập nhật lại. Thế còn nếu như chúng ta muốn thay đổi cái số điện thoại của chúng ta ở đây thì các anh chị nhập số điện thoại và sau đó click play để muốn đổi số điện thoại và nó sẽ có cái hướng dẫn. Thế là xong và sau đó chúng ta sẽ bấm lại cập nhật. Đấy là cái tài khoản chúng ta nhé, liên quan đến tài khoản rất là dễ để chúng ta thao tác. Các bạn cứ hình dung là tất cả những cái phần mềm hay bất kể cái gì chăng nữa liên quan đến cái phần tài khoản thì chúng ta nó thường nó nằm ở phía trên mà chúng ta có thể là gì ạ, bấm vào cái biểu tượng đó là chúng ta có thể thay đổi, thường nó lên như thế, nó dễ tiếp cận. Và quay lại trang là cái bước đầu tiên trong cái việc mà chúng ta thực hiện là chúng ta đăng nhập vào này, chỉnh sửa này, đổi mật khẩu này, nếu quên thì chúng ta làm gì và thay đổi số điện thoại thì chúng ta đều có thể thay đổi được hết. Nội dung tiếp theo là chúng ta bắt đầu đi vào, sau khi mà chúng ta đã có được rồi thì chúng ta sẽ phải tạo lớp học, đúng không ạ? Tạo xem là lớp như thế nào, tạo có bao nhiêu học sinh, chúng ta phải có cái đó. Chắc là các thầy cô đây có đều có danh sách học sinh rồi. Không thì chúng ta cũng thử bằng cách là chúng ta check lấy vài cái tên được không sao ạ? Chúng ta sẽ vào cái phần tạo lớp học, đúng không ạ? Trong cái phần tạo lớp học này thì có một vài cái nội dung chúng ta sẽ cùng làm, đó là tạo thì phải có sửa và đã sửa thì chúng ta sẽ phải có xóa, đúng không? Tạo sửa xóa của lớp học, rồi tạo danh sách lớp, là trong cái lớp học đó thì phải có danh sách học sinh của chúng ta và nếu trong cái đó thì chúng ta có thể là thêm sửa hoặc là xóa học sinh của chúng ta. Còn cái gộp này chúng ta cũng ít dùng lắm, cái đó thì chúng ta cũng không quan tâm lắm. Chúng ta có các ba cái nội dung là tạo sửa xóa, tạo danh sách và xóa học sinh. Chúng ta sẽ trở lại cái giao diện của màn hình nhé. Cái phần này thì cái bước này thì chúng ta xong cái bước này thì chúng ta sẽ chụp màn hình để cho nó dễ theo từng bước. Nhất, chúng ta sẽ nhìn ở trên màn hình của chúng ta này và chúng ta sẽ có cái phần là có bài tập, có đề thi, có danh sách lớp. Vậy thì chúng ta sẽ bấm vào mục danh sách lớp. À, trong cái này của tôi thì đó, tôi đã có các lớp rồi. Các thầy cô nếu thầy cô nào mà chưa tạo thì nó sẽ không có gì. Đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta sẽ làm gì? Các bạn sẽ nhìn lên góc trên phía bên phải màn hình. Chúng ta sẽ có cái phần thứ nhất là tạo lớp này. Thứ hai là cái phần bên cạnh nó là tạo lớp cho khóa mới. Thầy cô có thể bắt đây. Đấy. Tạo lớp này. Chúng ta có thể này, tạo lớp, thêm lớp học. Ví dụ như ở đây tôi thêm một lớp gọi là lớp 8 này, khối 7 này, khối 7B, đúng không ạ? Năm học 2021-2022 đây. Chúng ta có thể có các lựa chọn hết. Đúng không ạ? Chúng ta có 21-22 là năm nay rồi.
chọn nhóm lớp thì cái này tôi chọn nhá, tôi tạo này. Nếu như ở đây nó có thêm một cái khối nữa, à đây tôi thêm một cái khối đi, 6 đi, đang không có 6, vậy thì tôi thêm một lớp là lớp 6B. Đấy, tôi thêm nhóm. Đấy, nhóm chính là khối đấy ạ. Tôi thêm lúc này là 6. À, vì có thầy cô có thể là các thầy nhiều thầy cô dạy khối 6, khối 7, khối 8, mỗi lớp chúng ta có một môn chúng ta phân chia ra, còn nếu mà các thầy cô không muốn cái khối lớp này chẳng hạn thì các thầy cô cũng không cần phải tạo cái khối này, chúng ta chỉ tạo tên lớp thôi và năm học thôi nó có. Còn đây là trong trường hợp nếu chúng ta muốn tạo khối, chúng ta phân chia ra các thư mục cho nó dễ quản lý, chúng ta thêm, đúng không? Chúng ta thêm được khối 6, chúng ta chọn ok. Đúng không? Tên lớp của chúng ta là 6B chẳng hạn, là 6A. Làm gì? A đi. Đúng không? Sau đó tên lớp thì bởi vì 6A nó nằm trong khối 6, chúng ta chọn khối 6. Và sau đó chúng ta lưu. Sau khi lưu xong thì các thầy cô sẽ nhìn thấy á, chúng ta có ở đây tôi có khối 7, tôi dạy một lớp này. Khối 8 tôi dạy một lớp này. Khối 6 tôi chọn một lớp này. Đấy. Là lớp nhá. À, tiếp theo này, sau khi tôi chọn được và tôi tạo ra các khối lớp rồi, là khi chúng ta muốn thêm vào, chúng ta muốn bây giờ tạo các danh sách, cái này là trống này, các thầy cô nhìn này, đã bấm vào đây để sửa lớp và chúng ta bấm vào trong cái lớp này, tích vào này, cái lớp này. Đấy. Trong này thì lớp 6A sĩ số là 0, là chưa có gì cả. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải thêm học sinh hoặc là nhập từ một file Excel. Thêm học sinh là cái mà chúng ta thêm thủ công. Đúng không? Ví dụ thêm họ tên này. Đó. Số điện thoại, ngày sinh cũng cần. Nếu trong trường hợp mà học sinh đó mà trùng tên thì chúng ta mới tạo thôi. Còn nếu không thì chúng ta chỉ cần Nguyễn Thị Linh thôi. Đó. Nhưng chúng ta cũng không cần cầu kỳ và số điện thoại hay ngày sinh làm gì cả. Nguyễn Thị Linh, chúng ta thêm vào. Các thầy cô nhìn này ạ. Chúng ta sẽ có thêm vào cái phần này. Đấy. Sau đó chúng ta thêm, nếu như mà lớp của chúng ta mà có nhiều quá như thế mà 60 thì không thể một mình chúng ta thêm như thế được thủ công. Lúc đó thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Đúng vào, sau đó chúng ta có một cái thao tác đó là nhập từ file Excel. Đấy. Thế thì ở đây sẽ cho phép chúng ta add file Excel vào hoặc nhá, add file Excel. Thế tuy nhiên là chúng ta sẽ hỏi rằng là tất cả những cái kiểu mà chúng ta add file này thì không phải là cứ cái file nào chúng ta có sẵn chúng ta add lên mà nó phải có quy định. Khi nó lập trình thì nó phải có quy định rồi. Sau đó là các thầy cô ở đây nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là gì ạ? File mẫu. Tức là chúng ta sẽ lấy cái file mẫu này này. Chúng ta lấy về. Cô nhá. Chúng ta tải file mẫu về. Đấy. Ví dụ tôi tải cái file mẫu này về chẳng hạn này. Sau đó tôi mở cái file mẫu này ra. Đấy. Excel. Ví dụ như ở đây tôi chỉnh nó là lớp gì đấy ạ? Lớp 6 chẳng hạn. Ví dụ như là lớp 6 nhỉ? 6A hay là số gì nhỉ? Vừa ghi về xong lại quên. Lớp 6A, đúng không ạ? Tôi mở cái lớp 6A ra. Các thầy cô, mẫu hết. Thì trong đó quan trọng nhất của chúng ta là cái này này. Họ tên này. Các thầy cô có thể cái số điện thoại ngày sinh không có được thì không? Chả sao vậy? Đã bảo. Sau đó thì các thầy cô có cái trong cái danh sách của các thầy cô ạ. Các thầy cô có họ tên danh sách thì các thầy cô có và các thầy cô paste luôn vào một cái dòng này cho tôi. Đã có vào. Vân vân đấy, các thầy cô có vào danh sách vào thì cái này chắc là trong cái tài liệu các thầy cô có thì tí nữa các thầy cô copy luôn, các thầy cô ép luôn, làm có phút là xong thôi, một giây là xong rồi ạ. Đúng mẫu như thế các thầy cô để nguyên như thế này, chỉnh lại luôn và lưu luôn cái file đó đấy. Một cái là tiện lợi là chúng ta lấy luôn, chúng ta không phải lấy ở những cái khác làm gì, bởi vì có thể là nó sai với cái mẫu định dạng của nó, cái là nó rất là mất việc. Chúng ta lưu vào, đúng không ạ? Đóng lại màn hình lại, sau đó là gì? Chúng ta sẽ thực hiện kéo nó. Thì là nếu các thầy cô không quen kéo thì chúng ta có thể là gì ạ? Bấm vào đây ạ. Đúng không ạ? Bấm vào. Sau đó cái này của tôi nó nằm trong download. Tôi chọn này. Sau đó tôi open nó. Đúng chưa ạ? Sau đó là gì ạ? Nó add file vào rồi. Sau đó tôi xác nhận. Thầy cô đã có một cái lớp. Trong đó gồm có sĩ số là 7. 7 bạn như này. Như vậy chúng ta đã có một cái lớp. Thế thì đến cái bước này thì đề nghị các thầy cô là các thầy cô làm luôn ạ.
tạo một lớp, lớp nào thì các thầy cô dạy ở khối nào hoặc cái lớp nào thì các thầy cô có thể tạo luôn chính cái lớp đấy của mình luôn ấy. Và lấy cái danh sách đó, chắc các thầy cô có danh sách, các thầy cô chỉ lấy cái danh sách copy đúng cái họ tên thôi của các em là thôi. Ví dụ nếu mà trong trường hợp mà các bạn mà có hai trường hợp, có hai người Nguyễn Văn A chẳng hạn, thì các thầy cô có thể là thêm cái phần họ tên của ngày sinh đi cho nó khác đi, không thì hai Nguyễn Văn A là rất là khó để chúng ta có thể phân biệt. Chúng ta phải có ký hiệu. Trong quá trình làm nhé, tôi thao tác như thế này, sau đó là các thầy cô có gì các thầy cô cứ trao đổi thoải mái nhé, để chúng ta có thể ví dụ vướng mắc ở đâu thì chúng ta hỏi luôn ở đấy đi ạ. Thầy cô cứ có thể mở mic để có thể chúng ta trao đổi luôn ở cái chỗ phần này như thế nào nó dễ. Cô cho em hỏi đi ạ. Vâng. Còn cô ơi, đến khi mà lập được cái lớp 6, cô bây giờ bấm vào số 3 chấm chứ bấm đâu ạ? À, cấp đây nhé. Vào luôn, ví dụ đây, ví dụ như là chị có được cái lớp này rồi đúng không? Vâng. Bấm luôn vào đây, không cần phải bao chấm cái gì sửa ở đấy, đấy. Vâng. Bấm luôn vào cái giao diện của nó, thấy chưa? Đấy, nó sẽ vào luôn. Được chưa ạ? Đấy, vào giao diện để mình có thể thêm rồi, sau đó chúng em bấm rồi, nhưng mà đến chia sẻ thì bấm vào chia sẻ không, học sinh nhá. À, tức là bây giờ chị tạo khối lớp là có rồi đúng không? Vâng ạ, em có rồi. Rồi, khối lớp, lớp rồi đúng không? Đây, mình tạo một cái mới đi cho các anh chị nhìn cho nó dễ nhá. Này, tạo lớp này. Tên lớp, ví dụ bây giờ là lớp lớp 9 đi. Đúng không ạ? C. Cho nó dễ. Đấy, sau đó chúng ta thêm nhóm mà. Thường là chúng ta nên thêm nhóm một cách ra đi cho nó đỡ thu mục nhiều. Khối 9. Đúng ạ, khối 9, ok. Thì khi mà các anh chị lớp khối 9 thì các anh chị phải bấm vào đây nha. Thì nó mới thuộc nằm trong khối 9, không chọn là nó không nằm vào đâu. Đấy. Tên lớp này, 9 này, chúng ta nằm khối 9 này, chọn lưu này. Đấy. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy khối 9 đúng không? Sĩ số là lúc này là không gì. Đấy, chúng ta chỉ cần bấm vào cái giao diện. Im mẹ đừng nói. Đấy. Đấy, bấm vào, được chưa ạ? Thì các anh chị nhìn bên dưới. À, các anh chị nhìn thấy không? Bên dưới này 9C sĩ số 0 này, không có học sinh nào. Ở bên dưới chúng ta có thêm học sinh này, có nhập từ file Excel này. Nếu như các anh chị có file sẵn rồi, các anh chị chọn luôn là nhập từ file Excel đi. Còn thêm này là thêm thủ công. Trong lớp thì ví dụ khoảng có 3-4 người hoặc 5-6 bạn gì đấy thì chúng ta thêm bằng cách đó. Còn nếu không là chúng ta nhập từ file này đi. File nó cũng rất là dễ. Có một cái thuận lợi là cái Azota tất cả các phần mềm ấy, các thầy cô ạ, chia sẻ với các thầy cô là riêng mà cái nhập mà nó theo template này ấy, thì tất cả các phần mềm mà khác nó quy định một cách rất là chặt chẽ trong cái việc mà chúng ta tạo theo cái format, sai format một cái chỉ cần sai một tí thì một dấu cách là nó cũng đã không thực hiện được rồi. Thì cái Azota này thì nó sử dụng cái bắt thì cái link nó rất là tốt, cho nên là chúng ta có những cái format nó rất là đơn giản, không phải quá là khó khăn với các thầy cô. Đấy, nó có một cái lợi thế như thế. Một số các phần mềm khác là các thầy cô chỉ sai một tí cái dấu cách mà các thầy cô mắt thường không nhìn thấy đâu là nó cũng sai, chúng ta là cũng tìm hết hơi đấy. Đấy, các thầy cô nhập luôn từ cái file đó, tải cái file mẫu về và chúng ta chỉnh sửa luôn chính cái file để xóa hết những cái kia đi, chỉ cần nhập đúng cái họ tên của các em vào thôi. Còn sau này khi mà muốn mà chúng ta thêm cái thông tin của học sinh thì chúng ta cứ bấm vào học sinh đó, chúng ta sẽ thêm được thôi. Bước đầu này là cứ làm được như thế đã. Sau đó các thầy cô cứ gửi cái phần nội dung bước tiếp là chúng ta được cái phần đó lên cho nó dễ, đúng không ạ? Được chưa các thầy cô? Có thầy cô nào vướng mắc trong cái quá trình là ép cái số lượng sinh viên của mình vào không ạ? Các thầy cô cứ vướng mắc ở chỗ nào các thầy cô cứ hỏi luôn nhé, để cho chúng ta đỡ
Tớ vướng chúng ta sẽ bị trải suốt cái nội dung phía sau, thì chúng ta phải có danh sách học sinh, sau đó chúng ta tạo đề, sau đó chúng ta mới giao được cho học sinh. À, có thể thuận lợi nữa là chúng ta vừa là giáo viên và cái giao diện này nó cũng vừa giúp chúng ta có thể là trở về giao diện của học sinh được, nên chúng ta kiểm tra, chúng ta test bài nó rất là dễ, không cần phải là nhờ một em học sinh nào đó hoặc nhờ một người nào khác đâu, bản thân chúng ta cũng test trên giao diện được luôn. Ổn rồi đấy các thầy cô nhỉ? À, thôi cứ cho lớp 9C này thêm 1-2 học sinh tí nữa lại cho vào. Không bỏ đây. Cái lá này mà chúng ta cứ làm những cái thao tác làm sao cho đơn giản nhất và học sinh của chúng ta cũng đơn giản nhất. Có thể là có em thì không sử dụng, không có máy tính, ở nhà bố mẹ đi vắng chẳng hạn, không có máy tính mà chỉ có điện thoại thôi, thì các em chỉ sử dụng vào điện thoại để làm thoải mái, chúng ta cũng không quá khó khăn cho cái phần này, đúng không ạ? Đấy, được chưa các thầy cô? Nhớ lớp nhá. Bây giờ cứ như thế này đã, có học sinh đã, đúng không ạ? Đấy, chúng ta bấm vào, chúng ta cần cái gì là chúng ta bấm vào, hay chúng ta muốn xem cái gì là chúng ta cứ bấm vào đúng cái người đấy thôi. Cái ôi, đấy cho thôi. Ý kiến với ạ. À. Ừ. Em bây giờ mới có điện. Hướng dẫn là em chốt tạo lớp từ đầu được không ạ? Tạo lớp từ đầu à? Vâng ạ. Thì không nhỉ? Tạo lớp từ đầu. Bạn đăng nhập vào được rồi đúng không? Vâng ạ. À, thế bạn đăng nhập vào rồi thì bạn sẽ vào cái phần danh sách lớp đi. Vào danh sách lớp nhé. Được chưa? Sau đó là gì ạ? Trên góc trên bên phải chúng ta tạo lớp này. Được chưa ạ? Sau đó nhập tên lớp nhé. Tên lớp này, năm học này. Chọn nhóm lớp thì ở đây là mình đã tạo ra các khối lớp rồi. Còn bình thường ở bạn chưa tạo thì nó chỉ có bên cái chỗ khác thôi. Chưa có gì cả. Các bạn thêm nhóm vào đây, nhóm đấy chính là khối lớp, làm sao nó giống như thư mục để chúng ta đưa vào trong các thư mục cho nó nhỏ. Nếu như chúng ta mà sau này chúng ta tạo ra khoảng 10 lớp chẳng hạn hoặc là 20 lớp chẳng hạn quản lý thì nó rất là khó khăn, nó cứ mù lên, nó lung tung thèng, nó nhiều quá, nên chúng ta tạo thêm các khối lớp như này chúng ta quản lý cho nó dễ, giống như thư mục của chúng ta thôi. Ta tạo thêm khối vào đấy, trên lớp chẳng hạn, đúng không ạ? Sau đó chúng ta chọn tạo khối đi, thêm nhóm này, chỉ cần là gì, khối gì đấy thôi, để tôi chọn hết rồi, 6, 7, 8, 9 khối, xong rồi chọn OK thì nó sẽ xuất hiện trên khối. Tên lớp thì chúng ta lấy ở lớp nào thì chúng ta phải chọn nhé, thích chọn vào cái khối đấy thì nó mới thuộc khối được, không là nó sẽ không nằm trong khối. Sau khi chọn xong như thế này thì chúng ta bấm lưu. OK chưa ạ? Đấy. Ví dụ một số thầy cô chụp ở đây là chúng ta không theo khối cũng không sao. Nếu các thầy cô dạy có một lớp 3 hoặc là lớp 5 có 2 lớp, cái quản lý có 2 lớp đấy thôi, thì các thầy cô cũng chẳng cần phải dùng khối đâu. Khối thì là chúng ta sử dụng nhiều quá trong cái mục của chúng ta có nhiều ấy, thì chúng ta tạo khối. Còn nếu không thì ở đây tôi thấy có một số các thầy cô thì các thầy cô không sử dụng cái khối, không thêm khối cũng không sao, đúng không ạ? Chúng ta có mỗi lớp hoặc 2-3 lớp hoặc là 5 lớp thôi thì thôi cũng không cần khối. Tôi tạo này để cho nhìn cho nó dễ mà sau này nhiều. Được chưa ạ? Chúng ta tiếp nhé. Ở những cái mà tu du nhiều quá tôi cũng không đi sâu, mà bây giờ tôi cứ dạy các bạn một cách cơ bản trước hết á. Sau đó là
chúng ta sẽ thêm thắt rồi tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô sau, không nếu mà cùng một lúc thì chúng ta sẽ khó. Nào, sau khi chúng ta có lớp rồi này, có danh sách học sinh rồi này, đấy, thế là xong cái bước tiếp theo của chúng ta nữa. Đấy, tạo danh sách lớp này, xóa hoặc là tạo sửa xóa lớp này, thì cái này thôi nói qua vậy cho các thầy cô biết, nhỡ đâu chúng ta lại không nắm được. Ví dụ tôi vào lớp 7C đúng không ạ, nhưng mà chả may là trong cái số sĩ số 7 bạn này thì tôi lại bị nhầm với một bạn, tức là bạn Tống Văn C này chẳng hạn, thì nó không thuộc cái lớp này, không thuộc lớp này, thì một là các bạn có thể là gì ạ, bấm vào chính cái bạn đó để nó xuất hiện cái giao diện này, sau đó là các bạn sẽ xóa khỏi lớp học, xóa khỏi lớp. Ví dụ tôi bấm xóa khỏi lớp, người ta hỏi là bạn muốn xóa học sinh Tống Văn C này khỏi lớp hay không, xác nhận thì là xóa. Hoặc chúng ta có thể chọn này, xóa học sinh này, chúng ta sẽ chọn trên đầu này này, xóa học sinh là trong trường hợp là chúng ta muốn thực hiện là xóa nhiều bạn chẳng hạn, thì nó sẽ có cái chức năng xóa trên một loạt, sau đó là chúng ta muốn xóa ai thì chúng ta bấm vào đó. Ví dụ như tôi muốn xóa anh này, xóa hàng cái, xóa luôn đúng không? Mà chúng ta không cần phải vào tên của từng người kia nữa nhá, đấy là xóa nhé. Bởi vì nó đang ở thực hiện xóa này thôi nhé, chúng ta cần phải thôi không muốn xóa nữa, chúng ta phải bấm lại cái dấu ba chấm ở góc trên này, rồi chúng ta gì tắt cái xóa học sinh đi, không lại loằng quằng cái là chúng ta lại xóa một vèo, lại chúng ta lại phải tạo lại thôi. Cái nút chia sẻ này là nút chia sẻ dành cho giáo viên khác, ví dụ như hai thầy cô mà thường dạy chung một môn hoặc là có cùng cái chức năng quản lý muốn là vào thì chúng ta có cái link chia sẻ. Đấy, tiếp này, ví dụ như là chúng ta muốn sửa một cái thông tin của học sinh hoặc là muốn theo dõi cái nội dung nào đó thì chúng ta cứ bấm vào thôi. Có cái tích xanh này hay là không có tích xanh là liên quan tới việc là các em nào đã làm bài rồi thì nó tích xanh, và những em nào mà chưa làm cái gì cả thì nó không có cái tích gì. Ví dụ như là tôi muốn là xem một cái thông tin của Nguyễn Thị Anh này chẳng hạn, tôi muốn sửa thông tin của em đấy thì tôi sẽ gì chọn vào, và trong đó là sẽ tổng hợp tất cả những cái nội dung các em đã làm, làm được cái gì, danh sách điểm như thế nào. Ví dụ ở đây là em đấy đã từng làm bài tập tiếng Anh đạt điểm 8, ở đây là gì, bài tập. Đấy, bài tập là tập luận đấy, chụp tự lên. Còn bên này là danh sách các đề thi, ở đấy liên quan tới là dạng đề thi trắc nghiệm, đề thi tổng hợp, nó nằm ở bên này và nó có điểm trên hệ thống chấm, còn đây là giáo viên chấm nhấp tay nhé, chúng ta chấm trên hệ thống. Thế thì chúng ta muốn sửa các thông tin, xóa bạn này khỏi lớp học hay là yêu cầu xác thực lại vân vân đối với học sinh thì chúng ta bấm vào đây, hoặc là sửa thông tin của các em thì chúng ta có thể sửa vào đây Nguyễn Thị Anh đúng không? Ví dụ như là có hai người trong lớp là Thí Anh A hay Thí Anh B chẳng hạn thì các anh chị có thể cho ở đây là Thí Anh A chẳng hạn hay Thí Anh B đấy, nhưng mà trùng tên thì chúng ta đặt do các thầy cô thôi, hoặc là hai bạn để cùng tên nhưng mà khác ngày tháng năm sinh, hoặc là phân biệt thì chúng ta sẽ phân biệt bằng cái này, thì chúng ta sẽ cập nhật, sau khi chúng ta sửa xong thì chúng ta có thể cập nhật lại. Đấy là về thông tin của sinh viên này, thay đổi lớp học, danh sách lớp học này. Đấy, quay lại. Nếu như mà trong cái khối 7 sau khi mà học xong chúng ta chả cần dùng nữa, tức là cái khối 7 xong rồi thì chúng ta đợt này chúng ta không dùng nó nữa, thì chúng ta có thể gì ạ, bấm vào cái phần góc ba chấm ở phía trên của cái khối lớp này, cái C này, chúng ta sửa, một là sửa lớp, tức là không dùng nó để sửa thì có thể thay đổi tên lớp nó đi, hoặc là nhân bản lớp, có nghĩa là chúng ta copy ra một cái lớp nào giống hệt như thế cái C, vì chúng ta muốn là sử dụng lại những cái nội dung có trong đó, sĩ số lớp hoặc là sĩ danh sách sinh viên trên bên đó thì chúng ta thay đổi. Nếu các thầy cô dạy cấp 1 chẳng hạn nhỉ, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 ấy, vẫn là cùng lớp đấy nhưng mà thay đổi tên lớp lên, mỗi một lớp thì chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ nhân bản nó lên đó, chúng ta đỡ phải làm những thao tác bên trong, chúng ta sử dụng nhân bản. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta đưa vào lưu trữ, có nghĩa rằng là bây giờ năm nay 2021-22 thì chúng ta không sử dụng cái lớp này nữa, chúng ta dùng rồi nhưng chúng ta không muốn xóa nó khỏi hệ thống, nhỡ đâu sau này còn có dữ liệu để dùng mà chúng ta không muốn nó hiển thị ra đây nhiều quá, các bạn có thể đưa vào lưu trữ, bấm vào lưu trữ thì các anh chị sẽ nhìn thấy là cái khối lớp 7 sẽ không còn cái tên lớp 7C, nhìn vào đây thôi là nó ẩn đi thôi ạ, thực tế nó vẫn còn, thì lập tức các anh chị sẽ nhìn ở phía bên dưới cuối cho tôi ạ, là nó có cái phần lưu trữ đấy, lưu trữ có cái số 1 ở đây, có nghĩa là tôi vừa mới cái lưu trữ 1 ở đây đấy chưa ạ, đấy, tôi bấm vào lưu trữ. Còn nếu như mà muốn hiển thị lại nó thì lại vào cái phần mục lưu trữ này này, vào lại nó và bấm vào khôi phục.
chúng ta quay lại thì chúng ta thấy thấy là cái khối 7 của chúng ta, cái lớp 7 của chúng ta nó lại xuất hiện lại như này. Đấy là những cái thao tác chính cơ bản đối với danh sách lớp này, đối với từng tên cá nhân các học sinh này muốn thêm sửa xóa như thế nào thì các thầy cô có thể thêm ở đây. Đúng không? Vậy là chúng ta đã xong được cái phần là tạo lớp này, tạo khối lớp này và đưa danh sách học sinh vào đó này. Thầy cô có câu hỏi gì trong cái phần này, có thắc mắc gì không ạ? Có khó khăn gì ở cái chỗ này không? Đến phần này ạ. Ok chưa các thầy cô? Để chúng ta lại tiếp tục sang cái phần tiếp theo. Nội dung quan trọng của chúng ta là chúng ta sẽ bắt đầu có tạo cái phần đề thi nhé. Các không thể trả lời gì có nghĩa rằng là ok rồi nhỉ? Vâng ạ. Đã. Chúng ta sang cái phần nội dung thứ ba của chúng ta, đấy là cái phần nội dung quan trọng của chúng ta đấy, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ tạo đề thi và một số các bài tập. Đề thì ở đây muốn nói rằng là đề trắc nghiệm hay là đề tổng hợp, còn bài tập thì là thuộc dạng cái bài tự luận ấy. Sau đó là đưa về cho học sinh và học sinh sẽ chuyển lên như thế nào và chúng ta sẽ chấm, đúng không? Sau khi các con chụp hay là gửi file gì đó lên cho các cô, các thầy cô sẽ chấm. Đúng không ạ? Cái cô nào thì đã làm rồi thì chắc là có thể biết. Ở đây tôi muốn hỏi là trong cái phần này thì đã có thầy cô nào mà sử dụng đến những phần mà sử dụng Azuta này để cho các con làm bài chưa ạ? Các thầy cô chắc là cũng có rồi đúng không ạ? Thầy cô nào? Thầy cô trả lời đi ạ. Có rồi ạ. Chúng ta cứ tương tác đi ạ. Vâng, bởi vì là nếu như tôi có thể là chậm quá, ví dụ các thầy cô biết cái phần này rồi thì tôi sẽ đẩy nhanh các nội dung đi, hoặc là nếu các thầy cô khó khăn ở chỗ nào chúng ta sẽ hỗ trợ nhau luôn ở đây để chúng ta cứ chắc từng bước đi ạ, đúng không? Cho nó thoải mái mà các thầy cô. À, dù sao ở đây là để hỗ trợ các thầy cô, cho các thầy cô đỡ vất vả hơn trong quá trình dạy dỗ. Tôi cũng có con học cấp 2 thì cũng có các thầy cô ở trường gia cầm, một trường cấp 2 gia cầm các thầy cô cũng sử dụng cái đó, nhưng mà cũng tương đối khó khăn trong quá trình này, mà cũng rất là thông cảm các thầy cô trong cái thời gian dịch bệnh này thì vất vả để chuyên môn rồi chuẩn bị các công nghệ rất là nhiều. Vậy cũng mong rằng là luôn luôn sẵn sàng để có thể hỗ trợ các thầy cô làm sao cho nó đỡ hơn, nó nhẹ nhàng hơn trong những cái phần này cho các thầy cô đi, đúng không ạ? Thế thì cái nội dung này thì sẽ có một vài cái phần giới thiệu. Thứ nhất là cái cấu trúc của đề thi chuẩn. Thì thực ra là cái cấu trúc của nó, chúng tôi đánh giá rằng là nó đơn giản và nó cực kỳ là dễ cho các thầy cô. Nó không quá khắt khe trong cái phần là anh phải là theo cái mô típ quá chuẩn. Nó rất dễ nhận biết. Để điều đó để thấy rằng cái công nghệ để nó bắt được những cái link, những cái điểm dấu trong đó rất là tuyệt vời. Thứ hai là sau khi có cái cấu trúc đề thi rồi thì chúng ta sẽ trao đổi về cái phần thứ nhất là với một dạng đề thi 100% chỉ có trắc nghiệm thôi thì làm như thế nào. Tiếp theo nữa là một đề trắc nghiệm, ở đây tôi cho luôn như thế này vì là của các anh chị là nó có cái đề của anh chị, nó có cả trắc nghiệm, có cả một cái phần gọi là tự luận để học sinh có thể nhập vào, đúng không ạ? Dạng như thế, và có cái phần file nghe để các con có thể chọn ABC gì đấy thì tôi đẩy cái nội dung này lên. Thì tôi thì không có đầy đủ cái phần đấy nhưng tôi lấy một đoạn mỗi thứ, tôi lấy tí ở trong đấy để thể hiện cho các thầy cô về mặt kỹ thuật thôi nhá. Nên là mong là các thầy cô này có sự sai sót gì trong cái nội dung phần tiếng Anh hoặc là cái gì nó lúc nhiều quá thì các thầy cô thông cảm. Tôi chỉ tập trung vào mặt kỹ thuật thôi ạ. Phần thứ nhất này, đây là giới thiệu các thầy cô nhìn một cái tổng quan hơi nhỏ tí vì là nó cái mẫu cấu trúc này nó hơi dài. Đây là một dạng đề template, đề thi 100% trắc nghiệm. Đấy, chúng ta nó sẽ bắt ở cái dạng là câu của chúng rằng như thế này, hoặc là chúng ta sử dụng nếu tiếng Anh thì chúng ta dùng question cũng không sao, question 1, question 2, question 3, question 3, vân vân. Nhưng nó sẽ bắt ở cái phần hết này, phía dưới này, có bảng đáp án này và mẫu như thế này. Thế thì đấy là đối với đề thi 100% trắc nghiệm. Đây là dạng hỗn hợp gồm có trắc nghiệm và tự luận nhá. Trắc nghiệm tự luận ở phần trên từ câu 1, câu 2 thì nó là dạng trắc nghiệm, thì nó có ABC. Thì các thầy cô nhớ rằng là cái câu ấy, nếu như các thầy cô đánh chữ câu thì đừng có sử dụng các template bullet. Nhiều thầy cô sử dụng bullet là câu 1, câu 2 để enter xuống nó tự động luôn, nó không sử dụng cái đó là rất hay lỗi. ABC cũng như thế, cũng không sử dụng các bullet ABC, cứ A.A.B.C.
Và trong cái phần thứ hai nó có một phần nữa, từ câu 3, câu 4 nó sẽ là tự luận, đúng không? Tự luận thì nó không có ABC. Thì chúng ta cứ để một cái dạng câu, câu như này hoặc question 3. Sau đó là chúng ta có cái câu hỏi không có ABC. Phần mềm nó sẽ tự nhận biết, không thấy ABC nó chuyển ngay cho các anh chị sang, chuyển sang nó là dạng câu tự luận. Đấy. Hết, sau đó bảng đáp án. Thì bảng đáp án của chúng ta cũng theo mẫu như là ở phần 100% trắc nghiệm, thì chúng ta chỉ có hai câu trắc nghiệm thôi, cho nên đáp án là 1B và 2B, và phần tự luận thì không có. Không sao. Đấy. Còn đây là một đề thi 100% tự luận thì đương nhiên rồi là nó không có đáp án rồi. Có mỗi thế này thôi, câu 1, câu 2, câu 3 là chúng ta kết thúc. Và nó sẽ tự nhận biết, nó cho rằng là đây là dạng tự luận và chúng ta sẽ thiết kế trong phần cấu trúc sau. Đấy nhá, về cơ bản. Thế thì chúng ta chuyển sang phần mềm. Chúng ta nhìn. Sau khi chúng ta tạo lớp này, chúng ta sẽ quay về phần nội dung. Cái phần bài tập nó sẽ là cái phần chúng ta giao bài tập và các con sẽ nộp bài bằng việc tạo hình ảnh. Thế ở đây tôi hướng dẫn trước các thầy cô cái phần nội dung cái đề thi. Chúng ta bấm vào đề thi ạ. Đấy. Ở đây thì tôi đã giao cho đề thi có hai khối là khối 7 và khối 8 rồi, nó hiển thị ra đây rồi. Nó hiển thị với khối 9 với khối 6 thì chúng ta chưa giao hay chưa có cái phần nội dung gì nên nó không xuất hiện ở đây. Các anh chị nhìn trên cái phần góc phải phía trên đó, chúng ta có tạo đề. Anh chị bấm vào tạo đề giúp ạ. Tôi vừa nói đến thì anh chị vừa làm luôn ạ. Chúng ta tạo đề. Khi mà bấm vào tạo đề thì anh chị sẽ nhìn thấy nó sẽ có ba cái phần chúng ta tạo. Thứ nhất là tạo đề thi PDF 2.0 New. Đây là cái bảng mà cập nhật nhất. Thì thường khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ sử dụng cái này luôn. Tại sao? Vì nó là cập nhật nhất, tức là nó có đầy đủ các chức năng mới nhất, thay đổi nhất. Và chúng ta cũng không nên dùng cái tạo đề thi PDF này nữa, cái phần tạo đề thi cái docx này này. Ý nữa tôi hướng dẫn các anh chị là chúng ta lấy cái này, chúng ta lấy cái bản mẫu template của nó thôi. Còn lại chúng ta sau đó chúng ta chuyển sang đề thi PDF hết cho nó chuẩn. Đặc biệt là những thầy cô nào mà có liên quan đến cái dạng mà như công thức toán ấy, thì nếu mà sử dụng cái docx này nó hay bị lỗi. Chúng ta chuyển sang PDF này nó sẽ cắt khối nó chuẩn hơn, cắt khối theo ảnh nó chuẩn hơn. Thế ở đây tại sao? Nó có giới thiệu cho chúng ta biết đó là new, phiên bản này sẽ được nâng cấp, đã được nâng cấp và có thể tạo đề, có câu hỏi nhóm này, có đảo câu hỏi, đáp án từng câu, công cụ hoạt động tốt nhất cho trình duyệt Chrome hoặc là Chrome hoặc là Firefox. Nó khuyến nghị luôn cho anh, cho các thầy cô đấy ạ. Và thường thì chúng ta sử dụng Chrome hoặc Firefox nhá. Thế thì bây giờ cái PDF này thì là phải vẫn phải xuất từ cái phần Word ra rồi, cho nên là gì ạ? Các thầy cô chưa có template đúng không ạ? Chưa có. Chúng ta không nên lấy ở trong nhìn trên kia chúng ta tạo, thì chúng ta tạo khi nó không chuẩn. Thì tốt nhất là các thầy cô làm gì ạ? Chúng ta tạo đề thi đó cái đi. Chúng ta vào cái phần này đã. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ không sử dụng nó đâu. Nhưng mà chúng ta vào phần Word đấy, sau đó chúng ta sẽ đào cái đề mẫu Azuta này về. Lấy về. Đấy, chỉ lấy nó về thôi, chúng ta không sử dụng mà. Bây giờ đã. Sau đó là chúng ta mở cái đề mẫu Azuta ra. Đấy. Bóc vào cái phần này đi ạ. Đấy phần này đi. Đấy, chúng ta mở cái đề mẫu Azuta của chúng ta ra. Nhanh quá. Được chưa ạ? Đấy, các thầy cô lấy được cái đề mẫu này về chưa ạ? Chúng ta mở cái đề mẫu. Ở đây đề nó là đề cái môn gì này? Môn lịch sử. Đúng không ạ? Đề môn lịch sử. Đấy. Đấy, sau đó thì các thầy cô nhìn này. Nó có cái dạng câu 1, câu 2 rồi, ok. Các thầy cô có thể cóp lại này. Đây nó tận mấy chục câu ấy, nhưng mà chúng ta có thể bỏ bớt đi. Tôi lấy ví dụ. Đấy, mẫu thì nó sẽ có 3 dạng. Các thầy cô nhé, chúng ta nhìn thì chúng ta sử dụng luôn cái phần mẫu của nó. Dễ. Đây, đúng nhỉ? Đây, chúng ta thấy này. 40 câu này, kết thúc 40 câu có phần hết này. Thí sinh không được sử dụng tài liệu cán bộ coi thi, không giải thích gì thêm. Đấy, hết đáp án. Chúng ta lấy luôn cái bảng đáp án. Trong cái trường hợp mà đề thi, cái bài thi của các thầy cô ấy, bài kiểm tra muốn là cho học sinh hướng dẫn, sau khi các em làm xong nó có hướng dẫn giải chi tiết ấy, nội dung để các em hiểu bài hơn, thì các thầy cô có thể thêm ở phần dưới này. Đấy, thì cũng theo cái bài em như này, câu 1 này. Hay là question 1, question 2 này. Đấy, nó có như này rồi, chúng ta cứ để chúng ta thay thế nội dung vào trong thôi.
nó nhàn, chúng ta không cần phải làm gì thay đổi những cái template đấy cả. Như bây giờ nhé, tôi cắt bớt đi, sau đó tôi thử tóc sang một phần, các thầy cô hãy nhìn ạ. Tôi lấy ít thôi nhé, 10 câu đi, tí nữa cho đủ câu số lượng. Đúng ạ, tôi cắt nó đi. Đấy. Vậy 10 câu thì có nghĩa rằng là cái phần này tôi cũng bỏ bớt đi, 10 câu. Đúng ạ, cắt đi, tiếp đi lít đi ạ. Đấy. 1, 1C, 2A, 3C, 4C, 9A, 10C. Đấy, tôi copy, tôi bỏ lại cái này. Ừ. Cái phần trên này thì các thầy cô có thể thay đổi, muốn có tiêu đề thì các thầy cô để không sao cả, kệ nó, phía trên. À, nó sẽ bắt những cái câu từ dạng xuống dòng và nó bắt câu như này, nó rất là chuẩn các thầy cô nhé. Nó làm rất là chuẩn luôn ấy. Tôi lấy một cái ví dụ, tôi lấy luôn cái này. Còn nếu mà các thầy cô muốn có cái phần hướng dẫn giải chi tiết, cứ để như này theo từng câu. Một câu hai. Đây có đến câu 11 thì tôi bỏ nó đi, cho nó đỡ dài dòng. Mời này, điều vào này. Đó. Như thế. Đó vào. À, chúng ta có lấy 10 câu. Giả dụ như ở đây thôi, tôi cứ lấy giả dụ, lấy một cái như này. Cô nhìn cho nó dễ. À, đề trắc nghiệm. Ví dụ, tôi lấy một cái như thế này. Thực ra cái này tôi cũng copy từ bài cô Minh lấy sang. Question này. Ví dụ nhé. Tôi lấy như thế này đi ạ. Đây này. Đây là một cái bài các thầy cô này. Tôi copy về thôi. Tôi thay đổi nó đi cái tiêu đề. Cái question các thầy cô để như thế này cũng không sao ạ. Tiếng Anh. Đấy, vẫn được. Đấy, tôi lấy cái mẫu form tôi thay đổi đây này các thầy cô. Hết này, thí sinh này, kệ. Đấy, tôi chỉ có 4 câu như thế này thôi. Tôi làm như thế này chẳng hạn, tôi sửa lại cái tiêu đề, tôi bỏ các thầy cô cái phần tiêu đề của các thầy cô có thể làm nào cũng được. Đấy, để chúng nhìn cho dễ hoặc là không. Đấy. Ví dụ như thế các thầy cô có thể lấy một, nếu các thầy cô muốn tiếng Anh, nếu không tiếng Việt thì chúng ta có câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Lấy cái mẫu đấy về. Sau khi các thầy cô lấy mẫu này, còn cái phần bên dưới mà các thầy cô hướng dẫn giải chi tiết mà các thầy cô không muốn hướng dẫn giải chi tiết, các thầy cô bỏ nó đi. Còn dùng nó. Quan trọng nhất ở cái phần này, những cái phần này, câu ngắt xuống dòng này và đặc biệt không sử dụng nhá. A, B, C thì không sử dụng bullet, chức năng bullet không dùng, chúng ta phải nhập vào. Chúng ta phải sử dụng nó. Top cẩn thận, đúng không? Hết thí sinh đáp án, được chưa? Sau khi chúng ta làm xong được cái phần đấy thì các thầy cô sẽ chuyển nó sang PDF ạ. Dụ vào file chọn CE nhé, CE này, Grow này, cái này chắc là các thầy cô biết cái file CE PDF rồi đúng không ạ? À, tôi đổi tên nó đi, trắc nghiệm gì đấy, cái tên là một dễ của tôi, các thầy cô ghi nào thì các thầy cô ghi cho nó thuận tiện, đúng không? Tên của nó thì sau này nó hiển thị ra thôi, trắc nghiệm, tôi chọn dạng PDF, tôi xây nó vào. Ở đây thì nó có một cái là nó bảo là có rồi thì cái S đè lên vẫn được không sao, đi đè chúng ta có nội dung. Đây là một bản PDF, sau khi mà tôi đã làm theo cái mẫu, bắt chiếc cái mẫu kia tôi sẽ copy nội dung vào thôi, lấy đúng nguyên mẫu của nó, không cần phải sửa sang làm gì thêm, không phải tự tạo là hay bị sai lắm. Đấy, tắt là đi ạ, tắt thì để cũng được, cũng không sao. Sau đó tôi quay trở lại phần của tôi ạ. Thầy cô ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đề thi PDF. Chọn đề thi PDF này. À, kéo thả file để chúng ta chọn vào đây. Sau đó chúng ta tìm đến cái nội dung của chúng ta. À, chúng ta lưu ở chỗ nào thì chúng ta sẽ tìm đến nó. Thầy cô tôi để ở trong cái phần đề trắc nghiệm chẳng hạn. Đúng không? Ở đây là trắc nghiệm 1. Tôi open nó ra. Các thầy cô sẽ xem nó phân tích ạ. Đấy. Hướng dẫn sử dụng cái này. Nhãn các câu hỏi là câu 1, câu 2 là vùng nội dung. À, về PDF hiện tại thì nó cắt thì tương đối chuẩn. Nên là đương nhiên là hệ thống nó cũng khuyến cáo các thầy cô nên sử dụng bằng PDF như thế này. À, sau khi mà nó có cái phần hướng dẫn là sửa chúng ta ok ạ, nó sẽ cho phép chúng ta một phía bên trái là cái phần nó đã cắt theo từng đoạn đấy, nó nhận biết đấy. Đấy. Nhận biết. Thế còn lại bên này là cái phần mà cái bài của chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có vấn đề gì sai sót ở đâu đâu không.
Cái này nó sẽ sát liên quan tới ví dụ như là cái câu mà nó chèn xuống dưới hoặc là cái câu hỏi nó lại đè vào A chẳng hạn, thì chúng ta cần phải sửa sang nó lại, kéo nó lại không thôi. Chứ còn nội dung mà chữ, từng chữ nghĩa ở trong cái phần này chúng ta không sửa được đâu. Vì nó đã lên ảnh rồi. Nếu như muốn sửa là chúng ta phải bỏ hủy, bỏ đi và chúng ta về cái file gốc, file Word ấy, chúng ta sửa. Sau đó chúng ta chuyển PDF. Còn ở đây là chúng ta gì ạ? Xem là đúng theo các phần nó phân chia đúng chưa? Đấy. Ví dụ ở đây nhá, question 1 đúng không? Question 1 này, ở phần nội dung thứ nhất, câu nhất là một cô nó đánh, nó bắt đúng rồi này. Sau đó là đến tên, đến cho chancemen, chấm 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 chấm, gì đấy. Đấy. Và các đáp án A, B, C, D. Và câu 1 của nó, hay chính là chính phần là question 1 đấy ạ, là chọn đáp án đúng không ạ? Chúng ta trong cái phần này nó có 3 cái lựa chọn. Chọn đáp án, điền từ vào chỗ trống và tự luận. Thế nhưng mà ở đây chúng ta là chọn đáp án, trách nhiệm của chúng ta hoàn toàn. Thì ở đây nó sẽ bắt làm gì ạ? Nó sẽ dựa vào đây, nó mặc định đấy ạ. Có màu ở đây có nghĩa rằng là ở đây nó sẽ dựa vào cái đáp án bên dưới này này. Nó bắt luôn này. Chúng ta cũng cho phép chúng ta kiểm tra luôn. Bạn xem nó có sai sót gì hay không. Không sai sót. Đấy, chúng ta rất dễ. Và đây là phần cho điểm. Thì ở đây nó sẽ tự động chia điểm. Các thầy cô cũng không phải cho. Ví dụ nó đều, nếu mà các câu mà nó lệch điểm với nhau thì các thầy cô phải tự điền điểm. Thế còn nếu như mà chia điểm là tự động chia thì chúng ta sẽ cho vào đây số câu và nó sẽ tự động chia điểm cho chúng ta hết. Thì đều. Trách nhiệm thì thường chúng ta cũng chia điều điểm thôi, không có phân biệt lắm. Đấy. Nhá. Đó là phần trong phần câu, phần trách nhiệm, chọn đáp án. Đó. ABC question này, chúng ta nhìn này. Đấy. Ví dụ như ở trong một số cái nào đấy nó sai sót ấy thì chúng ta bấm vào sửa. Đấy. Bấm vào sửa thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là có các khung này, các thầy muốn nhìn không ạ? Nếu các thầy cô muốn cái chữ bài kiểm tra của chúng ta 15 phút này nó có ở trong đấy thì chúng ta gì ạ? Đưa chuột vào cái vùng khung này, ở cái phần question 1 ở phần trên chúng ta kéo lên, chúng ta bao chọn cái phần này để tí nữa nó hiển thị ý trên thì nó nhìn thấy, đúng không ạ? Chúng ta nhìn cho nó rõ cái tiêu đề cho nó đẹp thôi. Đấy. Tiếp nhá. Đấy, chúng ta nhìn hết các khung ở sau thì sau ok, quan trọng là cái phần câu hỏi nó đã có cái sự phân biệt nhau rồi. Sau khi xong thì các thầy cô sẽ bấm vào áp dụng. Đấy, chuẩn rồi. Đấy, thầy cô sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ ô chọn có cái chữ bài kiểm tra 15 phút. Có cái phần tiêu đề. Được chưa ạ? Không biết các thầy cô đã làm đến phần này chưa ạ? Phải thấy các thầy cô. Thì nên là các thầy cô có nhanh quá không ạ? Nhanh quá. Nhanh quá không kịp đâu cô ạ. Kịp nó khó. Dạ, mắt kém chả treo kịp. Là mỗi một phần. Cô Minh cứ chụp ảnh đi ạ. Bởi vì đấy cũng là lúc để chúng ta chờ những người mà có thể là kết nối tốt, mọi người sẽ hoàn thành dần ạ. Ok. Thế thì quan trọng nhất chắc là cái phần quan trọng này chắc là các thầy cô chưa xong được cái phần file phải không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ, phần file bọn em chưa làm xong, mới tải được xuống, chưa cắt được ấy. Thôi, nếu như mà không file được các thầy cô tải xong nhá thì như này này. Cho nó nhanh này để các thầy cô làm này. Đấy, ví dụ như là sau khi chúng ta tải được cái đề mẫu này về nhá. Đây. Vâng ạ. Đấy, chúng ta vào đây này, mở ra này. À, tất nhiên là thường là chúng ta mở ra chúng ta nằm trong download đúng không? Đấy, đề mẫu thì vâng các cô có thể sửa đi cũng được. Để cho tí nữa chúng ta nhớ là nằm ở đâu, không là chúng ta lại không tìm thấy nó. Trắc nghiệm chẳng hạn, hoặc là kiểm tra đi. Đúng không ạ? Để chúng ta lấy ví dụ đi. Chúng ta thôi bây giờ những cái phần kia chắc là thầy cô cũng không cần phải cầu kỳ quá là lấy cái phần nội dung đấy. Một là ví dụ như nhá. Đây, cái đề các thầy cô mở là các thầy cô mở cái này cho mình đi ạ. Đấy, mở file này đi. Chúng ta sẽ sử dụng nó luôn ở trên này để cho nó dễ nhá. Cô bây giờ lại mất thời gian là lấy copy các câu tiếng Anh của các thầy cô thì sẽ chuyển về nhà các thầy cô làm. Chúng ta sử dụng file này luôn. Đúng không ạ? Đấy. Ví dụ cái phần tiêu đề này sẽ chả thích, tôi cho bỏ nó đi, tôi sửa, các thầy cô sửa để cho nó dễ, các thầy cô có cái hình dung là nó sửa thì nó bắt như thế nào. Đúng không? Kiểm tra 15 phút. Rồi tôi ghi thế, các thầy cô ghi nào cũng được. Đúng không? Để chúng ta thấy là có cái sự thay đổi cái trang qua file. Ví dụ mục tiêu mục tiếp này cho chả cần những cái phần này, tôi bỏ nó đi. Đấy, các thầy cô bỏ đi. Sau đó các thầy cô lấy khoảng 4 5 câu gì đấy thôi. Được không ạ? 4 5 câu gì đấy thôi. Thầy cô xóa cái phần đi, hoặc là nếu không các thầy cô cũng thích thì cứ để mấy chút câu này nó lên mình nhìn nó khó. Đấy. Lấy luôn cái file này hộ đấy, xóa nó luôn đi. Ôi có lấy có 5 câu, thầy cô xóa đi ạ.
chúng ta xóa bảng đi. 15 câu đây. Cho nó dễ tí nữa, chúng ta nhìn nó cũng dễ. Xong cái chỗ này, phần này chúng ta xóa này đi. Đúng ạ. Hướng dẫn chi tiết này các thầy cô có hay dùng không ạ? Tức là trong khi mà quá trình làm từng câu một giải đề hướng dẫn cho các con ấy, có cần hướng dẫn, nếu không có thì các thầy cô xóa hết ở phía dưới đi. Còn nếu các thầy cô nào muốn thì sẽ hỗ trợ. Còn thì trước hết như này thì phải xóa hết đi, nhanh. Để các thầy cô có một cái mường tượng cơ bản nhất. Đấy. Sau đó bấm cái lưu hộ ạ. Đấy, bây giờ các thầy cô cứ đến bước này đi đã. Thế này á thì tiện thể về nó lại ra cái đề khác lại trở ra cái đề này. Lấy 5 câu thôi gì, cô bảo lấy 5 câu thôi. Xóa cả phần đáp án. Xóa đi thôi. Ủa được xóa cẩn thận nha. Các thầy cô là nhớ xóa cẩn thận, không là xóa mất cái chỗ đoạn này là tí nữa không được đâu nha. Đây này, cái đoạn này á các thầy cô phải chú ý nha. Đây này, để view cái xóa sạch cái chỗ này nữa là tí nữa là mất luôn đấy. Những cái chỗ đánh dấu này là quan trọng đấy. Em để lại 5 câu. 5 câu đáp án. Đúng, 5 câu này với 5 câu đáp án, còn lại phía sau mình xóa. Và cái chỗ này này, cái chỗ để phân biệt là nó kết thúc của cái phần câu hỏi và nó sẽ chuyển sang phần đáp án, là cái chỗ này các thầy cô chú ý này. Đấy. Giữ nguyên này. Vẫn phải để nguyên như thế. Cứ để đấy đi. Đúng không? Vâng ạ. Đấy. Cái đoạn sau tiếng Anh thì các thầy cô cũng cho vào đây. Bỏ hết này. Đúng rồi. Sau này các thầy cô muốn chi tiết hơn thì tôi có thể hướng dẫn các thầy cô, nếu không nó nhiều quá các thầy cô sẽ khó tiếp cận. Cứ đơn giản nhất đi ạ. Các con làm bài, tôi thấy là các con cứ làm bài là tích được tích những cái là xong. Xem điểm hoặc là sau này làm xong hết rồi thì cho các con xem điểm. Đấy, các thầy cô cứ đến chỗ này đi ạ. Còn sau này nhá, cái question của các thầy cô, vì tiếng Anh các thầy cô không thích bởi vì tên là tiếng Anh đúng không ạ? Question 1, question 2, các thầy cô cứ copy một đoạn vào đây. Copy câu đấy xong copy paste vào đây. Okay, rồi được đến chỗ đấy thầy cô ạ. Được chưa ạ? Các thầy cô khác ạ, ok chưa ạ? Nhá, đến chỗ này nhá. Vâng. Sau đó lưu này, sau đó chúng ta chuyển cái file này sang PDF ạ. Vào file đúng không ạ? Chúng ta chọn Share đúng không ạ? Chọn Browse để chúng ta chuyển về một cái vị trí nào đấy. Ví dụ kiểm tra này, tôi vẫn cứ để ở trong cái phần download của tôi ạ. Sau đó thì tôi chọn cái phần share type dạng là PDF. Đấy, và tôi lấy nó là kiểm tra đấy. Tôi cố để nó cũng được. Sau đó chúng ta nhớ vào cái vị trí lưu. Ta save nó vào. Đấy, chúng ta có một cái file kết quả. Kiểm tra 15 phút. Em chưa nhìn thấy chỗ vào file cho nó vào cái info đây, nó vào chỗ nào để ra PDF. Vào file này, chọn CE được chưa ạ? Đây. Vào file này, chọn CE. Chưa nhìn save as đây rồi ạ. CE đúng không? Sau đó thì chúng ta chọn đâu để chúng ta chọn vị trí. Không nhớ các thầy cô lưu là các thầy cô đoạn sau là vèo cái là không biết nó đang nằm ở đâu, lại đi tìm hết hơi. Và chỗ Brow á cô. Vào Pro đi ạ, vào Pro thì chúng ta sẽ có xuất hiện cái hộp thoại là CE đúng không ạ? Cho phép chúng ta là chọn vị trí của cái phần bài này của chúng ta nằm ở đâu. Ví dụ như là của tôi là tôi đang để là ở phần download này. Đấy. Dạ, cho download đi. Xong là lưu thế là được gì cô? Không, từ từ nhá, chưa xong. CE sau đó là chọn gì ạ? File name thì tùy. Thầy cô có thể đổi tên cũng được, không sao, hay giữ nguyên cái tên của nó cũng được. Nhưng cái phần share type ạ, phần bên dưới các thầy cô nhìn này ạ. Nó đang mặc định là Word document thì các thầy cô phải chuyển thành PDF nhá, tích vào. Đây, tích mũi tích tên vào này. Cái chỗ share thumbnail cái gì đấy ạ? Đúng rồi, share type đúng không? Hãy lưu vào theo cái dạng theo cái kiểu đúng không? Đây ạ. Cái màn hình chắc các thầy cô nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, tôi chọn vào đây, PDF đây. Đây để em phải nhìn cô em đang làm nên nó chưa nhìn rõ. Đúng rồi. Đấy. Những cái office cũ ngày xưa là không có như vậy đâu ạ. Office cũ ngày xưa là các thầy cô phải có một cái phần mềm chuyển từ Word sang PDF online, bây giờ là hỗ trợ hết rồi. Các loại rồi, chúng ta chỉ share ra.
Loại nào cũng thế. Đấy, PDF. Chúng ta phải chọn vào đuôi PDF đấy. Thấy chưa? Đây nó phải ra như thế này. Thế này thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô luôn trong quá trình này, là tôi sẽ cho các thầy cô luôn cả cái ghi cái phần thầy ơi, nghe, luôn cả cái phần tai nghe vào, để mất lại chúng ta không làm được. Say hai được chưa? Không PDF có hiện lên. Hiện lên chưa? Say E này, sau đó chọn say này. Em nó chẳng ra cái đấy đúng không? Máy tính không có cái đấy. Office gì? Office nào nó cũng thế. Của thầy office gì đấy thầy? Office bao nhiêu đấy? Được rồi các bạn, nó thành PDF rồi. Đúng rồi. Thưa cô, là em tải đấy lên nó cứ quay là đang tiến hành phân tích cái cô, thì em không làm thế nào. Nó đang phân tích thì là bởi vì một là mạng nó chậm, cái đấy nó còn phụ thuộc hay là file của chúng ta nặng hay nhiều hình ảnh, nó đang phân tích là nó đang làm đấy. Chúng ta phải đợi. Ôi, đợi từ lúc cô hướng dẫn bắt đầu tạo đề thi đến bây giờ bao nhiêu công đoạn mà của máy của em nó vẫn cứ quay thế cô ạ, em chẳng biết làm nào. Em mạng rồi. Chậm rồi. Mạng chậm rồi. Đợt này lại đang đứt cáp quang đấy các thầy cô. À, chúng ta xây nhá, xây PDF nhá. Cái này có tại có rồi, PDF thôi. Đấy. Không được vì là tôi đang mở PDF hướng dẫn các thầy cô. À, của tôi xong rồi này. Có nghĩa rằng là trong cái phần đó tôi có phần PDF rồi. Đấy, đấy này. Các cô nhìn thấy không ạ? Đấy, tôi có cái phần file PDF đấy rồi. Bây giờ tôi sẽ quay sang cái phần ok chưa các thầy cô? Chuyển file được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta quay sang cái phần bài nhá. Đây. Các thầy cô tốt nhất là chúng ta cứ tạo đề và đổi vào cái định dạng này là mới nhất. Tức là đội của trang này là nó đã xây dựng ngon nhất là ở cái phần PDF 2.0 này rồi. Còn những cái giao diện trước thì nó không có đầy đủ. Chúng ta cứ lấy cái nào mới nhất và dùng new. Chúng ta bấm vào ạ. Mũi tên ạ, để add. Đúng không? Sau đó là trong cái phần tôi vừa làm là tôi làm ở phần download. Tôi chọn vào phần kiểm tra. Tôi chọn open. Đấy. Được ạ. Các mạng cho tôi nó mạnh. Đấy. Có 5 câu. Có thể có 5 câu. Đấy, nó phân tích đây này. Của các thầy cô đến đoạn phân tích này chưa? Đấy. Đấy ạ. Đấy, khi mà chúng ta phân tích thì các thầy cô sẽ nhìn là phía bên trái nó sẽ nhận biết tương đối là cực tốt luôn ạ. Nó sẽ cắt luôn. Những cái nào xuống dòng, ví dụ câu 1 này nó xuống dòng, nó nhận biết đây là chính là nội dung của câu. Sau đó phần tiếp theo nó sẽ chính là nội dung của câu hỏi. Đấy. Và A, B, C nhận biết. Thấy nó cắt cực kỳ tương đối là chính xác. Đấy. Chúng ta sẽ so sánh ở bên này ạ. Nó cho luôn chúng ta review cái câu của chúng ta, cái bài, để các thầy cô có thể so sánh xem là cái phần giữa nội dung câu hỏi với cái phần nó tách ra như này đã chuẩn chưa. Đấy. Nếu mà cái nào mà nó ăn lẹn lên nhau, nó chèn vào với nhau là chúng ta đang có vấn đề. Nó sẽ báo đấy. Và sau là nó sẽ bị lỗi. Còn nếu mà chúng ta thấy là các như là tương đối đẹp rồi. Đấy, đáp án cũng thế, kiểm tra này ABC các thầy cô này, nó sẽ cho phép chúng ta bắt này, thấy chưa? 1C đúng rồi. Đấy. Hoặc là chúng ta thay đổi đáp án. Ok. Được, chúng ta thay đổi đáp án là được. Điểm đây. Chúng ta có thể chia, đúng không? Số câu là 5 cho nên là gì ạ? Nó sẽ chia đây 2 2 2 2 câu 5. Đây, câu 5 xem là ABC. Đó. Đó, các thầy cô được chưa ạ? Cái chỗ này có thầy cô nào đến được đây chưa? Nhìn thấy được sửa chưa? Đến được rồi cô ạ, em đang làm giống để kéo cái chỗ 15 phút vào trong trang rồi. Sau khi chúng ta thấy ví dụ như nếu mà ok rồi, ngon rồi thì chúng ta không cần phải bấm sửa. Quá, nếu mà nó đều rồi theo ý của chúng ta rồi, nếu mà có vấn đề gì trong cái quá trình mà chúng ta khung này, chúng ta thấy ví dụ câu 3 hoặc là câu 1 thì nó có vấn đề gì đó thì chúng ta phải bấm vào sửa thì chúng ta mới kéo khung được. Thì ở đây nhắc nhở các thầy cô là nội dung thì chúng ta không thay đổi được nhà, nội dung phải ở file gốc. Thế còn ở đây nó chỉ là chèn lên nhau, hoặc là cái câu 1 hoặc là đáp án ở câu 1 ấy đè vào câu trước, câu sau thì nó mới bị thế. Thì chúng mới làm được thôi. Đấy, ví dụ như thế này, câu kiểm tra 15 phút, tôi muốn có tiêu đề thì tôi kéo cái nội dung nó lên. Lấy cái khung của cái câu 1 này chúng tôi kéo nó lên để nó ôm vào.
tức là cái vùng nào nó được ôm thì nó sẽ hiển thị ở phần câu hỏi đấy. Đấy. Đấy, các thầy cô nhìn thì nó bắt luôn này. 2, 3. Đẹp không ạ? Đấy, đều. Thế nên là chúng ta kéo cái template. Thấy chưa? Đấy, kéo lên, lấy cái chuột kéo nó lên. Hoặc nếu không muốn thì kéo, kéo nó xuống như này. Lấy cái khung của nó đấy. Đưa chuột vào cái là nó cho cái chữ 15 phút nó vào giữa thì nó đang ở đang nó chưa vào giữa thì làm nào cô? Giữa cái đấy là nó phải ở file gốc chứ bây giờ nó đã là ảnh rồi. Thế em không kéo được, đúng rồi, em đang thử kéo nhưng nó không được, chỉ kéo cho nó vào được thôi. Đúng rồi, cái này nó chỉ kéo khung. Các thầy cô hiểu rằng đây là nó cắt ảnh cho nên là nó chỉ có cái vai trò là anh di chuyển, ví dụ cái này nó đè vào đây này, ví dụ cái này bị mất này thì chúng ta kéo nó lên thế này thôi. Đấy. Còn nó nội dung hoặc là ví dụ câu 2 này nó mất mất cái chữ nội dung lại có mỗi nào sau đây phản ánh đúng thì không được. Thế là quay lại chúng ta phải hủy cái câu này đi, chúng ta phải quay trở lại file gốc của chúng ta sửa nó. Chứ chúng ta không sửa trực tiếp như này đâu nhá. Đấy. Vâng ạ. Đây nó là ảnh hết rồi. Đấy nó cắt từng khối đây này. Cô nhìn. Thế dưới nó vẫn hiện cái chữ đáp án này thì làm nào cô? Ở dưới này nó vẫn còn đáp án này là đây là quá trình chúng ta đang sửa đề các thứ thôi. Tí nữa các thầy cô sẽ thấy nó preview ra. Thầy cô tôi sẽ hướng dẫn từng bước, các thầy cô cứ yên tâm. Đây là cái nội dung kệ nó. Đây là cái file áp dụng của chúng ta mà, cái file để chúng ta đang làm. Đấy, nào. Vâng ạ. Sau sửa xong thì chúng ta bấm vào đang áp dụng ạ. Đấy, thưa cô, bây giờ em muốn rút cái file đề mà nó nặng ấy mà em muốn làm cái đề mới thì làm nào hả cô? File nào nó nặng nhỉ? Bạn cái file đề của em mà nó nặng mà em hỏi cô là từ nãy giờ nó vẫn cứ chạy là đang tiến hành phân tích ấy cô, bây giờ em muốn thoát ra để làm cái đề khác cho nó nhẹ hơn ấy ạ. Thì bây giờ muốn thoát ra thì vào đâu hả cô? Đơ rồi à? Nó đơ rồi thì lại bấm lại Azota, cho lại Azota chứng VN thôi, còn bây giờ không làm nào. Đơ mà nó đang đơ rồi màn hình rồi, tắt luôn cái giao diện đấy luôn hoặc là cho sang tab mới Azota chấm VN để cho nó vào luôn. À dạ vâng ạ. Là, bây giờ đang quay hết thò lò màn hình rồi mà. Vâng, vẫn cứ quay thôi. Đây rồi. Đấy, hồi nãy tôi điều chỉnh cái gì nó lên nó không hấp lệ cái là nó bị nó báo lỗi ngay đấy. Đấy, kéo một cái mà nó không có vấn đề, nó sai. Rồi, cái. Lại bấm lại được, nữa em quay lại thế là nó cũng bị dặm vào lại. Ờ, đấy, nó lại vào lại thôi. Đấy. Ví dụ xong chỉnh sửa áp dụng không bị ấn lưu ạ? Đúng rồi, khoảng đúng rồi, đấm lưu. Ví dụ nhá, chia điểm. Đấy, chia điểm. 5 câu, nó tự chia điểm cho mình. Ví dụ hoặc nếu không các thầy cô 5 câu, 5 câu thì là mỗi câu 2 điểm mà. Đúng không? Đấy, cơ bản nhất rồi. Các thầy cô cứ làm như thế. Sau khi mà chúng ta thấy cái này ok rồi, đúng không ạ? Xong hết rồi, đề của chúng ta không có vấn đề gì, các thầy cô bấm lưu cho mình ạ. Chúng ta đến bước này tiếp nhá các thầy cô nhá. Lưu này. Đấy, các thầy cô sẽ nhìn này. Nó cũng lưu đối với mạng, lưu như này là tương đối nhanh đấy các thầy cô ạ. Chết rồi. Quên mất, đáng nhẽ dạy các thầy cô ép luôn cái file nghe vào. Rồi, bọn em chưa biết thêm file nghe vào. Cái file nghe nó dễ mà. Làm nào nhỉ? Thôi, tôi quay lại tôi làm này. Cho tạo cái mới. Tôi nhanh. Đấy nhá. Để cho đỡ này. Vì quan trọng các thầy cô cần phải có phần file nghe nữa đúng không? Vâng ạ. Đây. Cái file nghe nó cũng thấy nó cũng rất tuyệt vời thầy cô ạ. Đây. Thầy cô nhìn này, ví dụ tôi muốn ép cái file nghe ở phần câu số 2 nhá. Nhìn này, câu số 2 này, các thầy cô nhìn ở dòng câu 2 chọn đáp án ở điểm này. Dấu bên cạnh là có một cái dấu gọi là đính kèm ấy, file đính kèm, các thầy cô nhìn không? Thấy không? Yeah. Đính kèm tệp tin cho câu hỏi. Đấy, bấm vào đấy. Yeah. Đấy, bấm vào đấy thì các thầy cô sẽ nhìn lên phía trên của cái câu 2 nó có cái là đính kèm tệp tin audio cho câu hỏi. Click để chúng ta thêm tệp tin. Đơn giản không? Chúng ta bấm vào này. Sau đó này, cái này thì cô Vinh cô có gửi cho tôi cái bài nghe, tôi thì mở cái bài nghe đấy ra cơ. Đây, tập huấn đây ạ. Đây, test, ví dụ tôi lấy một cái test này, pass one cho bạn. Đấy, cô. Cái việc mà tải lên như này nó nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc vào cái phần dung lượng của file nghe của các thầy cô nhé. Đấy. Này, các
Thế cô nhìn này. Tải xong rồi đấy. Thầy cô có cái file nghe nó ngắn tin tỉn thôi, lại cho cái thầy file nghe nặng quá lại ép mãi không lên được. Thế là thầy cô nào mà máy ở nhà mạng nó chậm ấy là chúng ta cho dung lượng nhỏ thôi, câu test câu trả hồi bình thường thôi, chúng ta ép vào. Đến đây được chưa các thầy cô? Cô lại chụp ảnh đi ạ. Chúng ta xem là chúng ta đến đâu rồi ạ, để chúng ta follow cho dễ ạ. Các cô giáo đang cần cô Minh hỗ trợ lại phần là tải file nghe lên đấy ạ. À, tải file nghe à? Dạ vâng ạ, các thầy cô đang cần chỗ đấy. Ok, các thầy cô. Cô Liên tải gửi một cái file nghe ngắn lên nhóm, lên chat của Zoom đi. Ngắn thôi. Đúng rồi. Để cho các thầy có cô cái ngắn thôi. Để cho các thầy cô nhìn, không là các thầy cô khó tìm. Đấy, các thầy cô cứ đến cái giao diện của phần câu đấy đi. Phần giao diện sửa đi ạ. Của em ấn lưu nó bắt đầu hiện ra ngày hẹn làm bài thi mới lại các thứ rồi. À đúng rồi, khi bấm lưu thì nó sẽ ra cái phần để chúng ta tạo những cái thông tin. Đúng không? Ngày mở, ngày mật khẩu bài thi. Đúng rồi, mật khẩu. Đến xong cái phần đấy thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cái nội dung. Được chưa các thầy cô? À, có file chưa nhỉ các thầy cô? Mình sẽ hướng dẫn cái chỗ đấy các thầy cô nhìn màn hình này. Các thầy cô muốn ở phần câu nào thì các thầy cô sẽ đẩy file đó lên. Thường ví dụ như phần nghe mà nó ở với phần đầu tiên thì các thầy cô cho nó lên ở với phần câu 1 ấy, cái đầu tiên ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta chọn được ạ. Phần 1 này. Chúng ta nhìn ở phần bên dưới của câu 1 chúng ta có cái phần đáp án ấy, cái chỗ đáp án điểm ấy, dòng ấy. Nó có, chúng ta chú ý nhớ một cái phần đính kèm ấy. Phần xoắn 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 nó giống như cái biểu tượng thì nó ở trong tin học thì nó cứ cái biểu tượng nào mà nó giống nhau thì là nó cũng ý nghĩa như thế. Cái này cũng thế, nó đính kèm khi mà các thầy cô ở trong vương mail chẳng hạn, các thầy cô sử dụng luôn có cái kiểu này, đính kèm tệp tin cho câu hỏi. Đây nó hỗ trợ. Đang gửi tạm một file ghi một file âm thanh ngắn ở trong nhóm chat của Zoom rồi đấy ạ. Các thầy cô lấy luôn cái file đấy, nó ngắn là nó quay tít thò lò là mãi nó chả xử lý được. Đấy, dưới câu 1 này chúng ta nhìn ạ, các thầy cô nhìn thấy chưa, các thầy có kịp không ạ? Ta bấm vào đính kèm tệp tin này. Được, em lên đấy rồi. Rồi ok, sau khi bấm vào cái biểu tượng đó thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là trên phía trên của cái câu 1 thì là tôi đang chọn ở câu 1, phía trên của câu 1 nó có câu hỏi và click để chúng ta chọn tệp tin. Được chưa ạ? Các thầy cô nhìn thấy được biểu tượng này chưa? Chúng ta chọn nhé, ta bấm vào đó và chúng ta chọn tìm tới cái file mà chúng ta lưu, ta để ở đâu thì chúng ta chọn vào đó. Đấy, bấm vào. Sau đó chúng ta chọn open và nó tải cái file lên thôi. Thank you.
như nhà tôi mạng này vẫn còn 65/66 ấy. Rồi, trong này câu 1, câu 2. Tôi đã tải được 2 phần rồi đấy. Các thầy cô, chúng ta tải được chưa ạ? Em lưu mất rồi cho nên là em không tải nhé. Em ghi cách làm. Em có thể quay lại. Mình có thể quay lại luôn lưu hoặc là có thể mình không làm cái phần đấy. Mình quay lại, mình ép. Cho thử cái tiếng Anh vào vẫn cái môn đấy này được nhỉ cô, để tải thử đi. Tải thử. Được. Này được thì... mà. Tải tiếng Anh đi mà. Đang thử làm. Thế thì không thì cô Minh có thể giúp các thầy cô là dùng một cái đề tiếng Anh mà ở bên trung tâm gửi ạ. Sau đấy thì cô Minh chỉnh sửa theo đúng cái format để có thể up đề lên ạ. Được không ạ? Là để up đề lên thì chúng ta cũng vẫn phải tuân theo các format nhất định là câu rồi thì kết thúc với lại đáp án nhá. Thì cô mình có thể các cô thêm một cái thao tác. Thế thì không thì mình sẽ thao tác cái kiểu như là tôi lấy cái file mẫu để về sau đó tôi sửa để các thì cô cũng nhìn thấy cách sửa nhá. Không, cô làm tiếp định được, cô giáo làm đi làm lại khổ. Như thế này nó cũng vẫn là up đề tiếng Anh, nó vẫn thế mà cô. Bây giờ em chỉ tìm thử cái file em ép thử lên được với đề em đưa lên được rồi. Ờ đấy, thế. Mà... anh có đưa lên được rồi đúng không? Nghe lên, tải luôn lên câu phần đầu tiên nghe. Đến cái máy của em nó không có tệp PDF thì em lại phải quay ra em cho sang PDF trên mạng em lại tải lên vẫn được. Để file Word không được hả cô? File Word cũng được, file Word của các thầy cô cũng bảo để file Word cũng được mà, đấy mình vào thì mình vào file hiện tại của các thầy cô mà sử dụng tiếng Anh cũng được, không sao đâu. Đúng rồi thì không phải chuẩn. Nó chỉ có một số trường hợp là đặc biệt là những cái dạng như kiểu công thức toán hình ảnh nó không chuẩn thôi, nhưng còn lại thì không sao. Em là nguyên nên là được, không vấn đề gì. Nó khuyến cáo thôi, nó khuyến cáo là chúng ta sử dụng PDF để cho cái mức độ về chuẩn chỉnh nhất là sử dụng nó. Và có thể đảo câu nhá, và PDF các loại là có thể đảo câu được, cho nên là các thầy cô cứ làm. Nếu máy của các thầy không có thì phải cài lại, cài cái phần mềm Adobe về để nó nhận dạng PDF. Vâng, em tìm mãi không thấy có thì em lại phải chuyển sang mạng, em chuyển bằng mạng xong em đưa lên vẫn được. Đúng rồi, được chuyển đến mạng thì là thầy chuyển PDF mà ok, thế thầy lấy luôn cái đấy đi. Đấy, để chúng ta nắm được, thế coi như là thầy ok phần chuyển up lên được đúng không? Mà đúng rồi, thầy chuyển up cái phần đó được vào, sau đó là nó đến cái phần sửa này thì thầy sẽ ép được cái phần file ngay vào mà. Vâng, em thấy lên rồi, em vừa kéo thử lên được cả kiểm tra 15 phút 9. Thôi, chuẩn luôn. Đấy. Rồi, thầy ép được file nghe chưa? Thầy nghe. Rồi, nhá. Bây giờ chúng ta xong cái phần coi như là phần thay nghe ok nhá, để các thầy cô tí nữa có thể kiểm chứng cái nội dung nhìn nó mới có trực quan. Nên trong cái phần này là cái phần mà chúng ta là người như kiểu là chúng ta đang đi xây dựng ấy, nên là nhìn nó cứ lung tung phèn thôi đúng không ạ? Ta lưu nha, được chưa? Tôi bấm lưu rồi nha. À. Vâng, rồi đi, ok ạ. Xong rồi lưu vào PDF đúng không? Lưu được rồi. Đấy, đến chỗ này rồi, em đang đến chỗ này rồi. Nó cho. Bọn tắt mic đi đã nào, vào chọn mãi. Đây, cái preview này, nó sẽ cho chúng ta đang thực hiện cấu hình đề thi. File đề thi của chúng ta có tên là kiểm tra.pdf, mã đề thi kệ nó nhá. Đây là nó tự sinh thôi thầy cô nhá. Mã đề là IP kệ nó. Đấy, mã đề này, thời gian làm bài thi, chúng ta cho phép các thầy cô đặt thời gian làm bài, ví dụ 15 phút thôi đúng không? Thôi, chúng ta thay đổi nó là 15 phút thôi. Đó. Và thời gian giao đề của các thầy cô là từ ngày nào cho tới ngày nào. Ví dụ bắt đầu từ hôm nay ngày 18 đúng không ạ? Đấy, ngày hôm nay ngày 18 luôn đi, không phải tính chúng ta mở mà nó không chịu mở là chúng ta không nhìn thấy đâu ạ. Ngày 18 này
chúng ta cho bắt đầu từ giảm xuống, bắt đầu từ 9 giờ đi, đúng không? Mở sớm đi, thời điểm đấy đi, và đặt này. Và đến ngày bao nhiêu chúng ta lựa chọn, ví dụ chúng ta cho các em khoảng 3 ngày hoặc 2 ngày gì đấy đến ngày 20. Đấy, bấm đến ngày 20 và phía dưới thì là các thầy cô sẽ chọn lựa chọn cái thời gian giờ đấy ạ. Ví dụ ở đây là cho các con đến 22 giờ để 22 các con giờ đúng. Rồi, 22 giờ đúng tỷ nào được đúng không ạ? Rồi, sau okay. khi chúng ta chọn thì chúng ta okay. chọn ok. Vậy đây là thời gian ngày bắt đầu mở và ngày kết thúc đóng đấy, các con sẽ không làm được bài nữa. Cái phần mật khẩu tiếp theo là thông tin về mật khẩu đề thi, thì các thầy cô cũng có thể là cho các con mật khẩu khi mà các con vào cũng được, hoặc là các con không, các thầy cô không để mật khẩu tùy nhá, nào cũng được. Nếu như mà cho các con vào link thì khi vào link thì các con phải nhập mật khẩu để các cô cung cấp, nếu không thì thôi, tùy nhá các thầy cô nhá. Này tôi không để ạ. Cái này là liên quan đến giá bán, là nó liên quan, nó cho phép chúng ta thương mại bán cái nội dung đề của chúng ta, mua bán có tí thương mại đấy ạ. Chỉ thi một lần, thế thì bài thi thì chắc là bài thi kiểu này thì chúng ta phải cho cái chức năng chỉ thi một lần thôi, chứ không các con này cứ làm đi làm lại thì chết, nhớ đúng không ạ? Chúng ta phải tích xanh lên, tích một cái vào, đúng không ạ? Chỉ thi một lần. Cô xem đáp án khi xong. Rồi tiếp theo nữa là giám sát tự động. Cái phần giám sát tự động khi chúng ta chọn thì nó sẽ như thế này ạ. Chúng ta hiểu là khi các thầy cô để giám sát tự động thì các con khi bấm vào bài thi thì nó sẽ tự động choán hết toàn bộ màn hình nhá. Và cái bài thi của các con ấy, là các con sẽ không thoát ra ngoài được. Nếu như các con mà tự động thoát ra thì nó sẽ báo lỗi và nó sẽ ghi giám sát là con thoát ra ngoài để là tìm kiếm những cái đáp án khác, hoặc là nhắn tin, hoặc là chụp ảnh, hoặc lên internet chúng ta làm gì ạ? Để các con tìm đáp án. Đấy, nếu mà các thầy cô bấm vào giám sát tự động này là nó sẽ làm cái việc đấy. Mỗi một lần các con để thoát khỏi cái màn hình mà choán hết màn hình ấy là các con sẽ bị ghi, gần như là ghi theo dõi giám sát ở đấy, là một lần đến hai lần nó sẽ có cảnh báo và tất cả những nội dung đấy nó sẽ có vào trong cái thông báo của giáo viên. Đấy là cái kiểu giám sát. Và sau này cái hệ thống nó đang thực hiện rất nhiều cái chức năng giám sát theo cái ý kiến của người tiêu dùng đấy. Nó có rất cái nhiều rất hay, nhưng hiện tại nó như vậy. Tiếp theo này, cái lựa chọn nữa là đảo câu hỏi và đáp án. Có cho phép không thì chắc chắn là chúng ta có rồi đúng không ạ? Cái này chúng ta nên để nó đảo đáp án đi. Các con tung hỏa mù phí chứ không đảo đáp án là toi lại bảo nhau ngay, nhanh lắm. Cho xem đáp án. Cho xem đáp án và cho xem điểm đúng không ạ? Cái này các thầy cô không đi cho thi xong. Không cho, hoặc là khi thi xong, thế thì có cái phần là khi thi xong với khi tất cả thi xong, thì thường ấy có nhiều người thì người ta sẽ để là khi tất cả thi xong. Tất cả xong là gì ạ? Trong trường hợp các thầy cô cho cả lớp thi. Nhưng nếu mà tôi các thầy cô lựa chọn là khi thi xong thì cá nhân cái em đấy ví dụ như là 15 phút nhưng mà có đứa nó làm xong 7 phút nó xong rồi. 7 phút nó xong rồi là nó xem được cả cái phần đáp án, nó xem được điểm, nó xem được đáp án thì cái tên của bạn khác nó không xem đấy. Chưa làm xong ấy là nó có thể bảo nhau được. Đúng không? Ví dụ câu đề này nó bảo nhau đấy. Nó trong trường hợp đấy thì thông thường là có thể là gì ạ? Chúng ta khi tất cả thi xong đi, cả lớp đi thi xong xuôi thì chúng ta mới cho xem điểm để cho xem đáp án là kiểu như thế. Hoặc là chúng ta lựa chọn như nào đấy là tùy để chúng ta hiểu cái cách mà chúng ta lựa chọn đó. Đúng không? Tiếp nữa là cái quan trọng đấy này, ai được phép thi thì cái phần khi chúng ta lựa chọn là tất cả mọi người thi, tức là khi chúng ta gửi link thì tất cả những ai mà nhận được cái link đó thì đều thi hết. Dù là học sinh của lớp 7 của chúng ta hay là học sinh của chúng ta hay không phải là học sinh một người nào đấy mà nhận được cái link đó thì vẫn có thể làm bài được. Đấy. Hay là chúng ta đã đăng ký, lựa chọn thứ hai là đã đăng ký tài khoản, có nghĩa là nó sẽ giảm bớt đi. Là những em nào mà có trong danh sách đã đăng ký trong Azota như thế này thì các em mới có thể thực hiện được. Lựa chọn nữa là lựa chọn chọn các lớp cho phép, thì cái này thường là chúng ta thường dùng, đúng không ạ? Cái bài tập này áp cho sinh viên nào, có học lớp quên mất, cho học sinh lớp nào? Tôi chỉ áp cho học sinh lớp 8B chẳng hạn. Đấy, chỉ lớp 8B làm thôi, hoặc là nhiều lớp hơn thì các thầy cô cũng có thể chọn nhá. Tôi chỉ có cho lớp 8B của tôi thôi, bài này có áp dụng làm. Phần tiếp nữa là xác thực thông tin học sinh thì thường là cũng không cần thiết. Thì nếu không, nếu mà chúng ta chọn cái phần xác thực thông tin học sinh ấy thì nó sẽ như thế này các thầy cô ạ, là nó có thể là những cái bạn mà không trong danh sách lớp mà
nếu mà chúng ta chọn như này nhé, đây này, đấy, thì một bạn nào đó không phải là cá nhân trong lớp 8B nhé, thì bạn đấy vẫn có thể làm được bằng cách là bạn ấy nhập thông tin họ tên, thông tin lớp này, thông tin trường này. Cái xác thực thông tin học sinh này nó chỉ trong trường hợp khi các thầy cô mà làm một cái bài thi nào đó cho toàn trường, mà trong đó là cái danh sách mà chúng ta không kiểm soát được nhiều quá, thì các bạn sẽ, các thầy cô sẽ sử dụng cái chức năng là xác thực thông tin này này, là ví dụ như là một cái bài thi chung trong đó có 500 học sinh trong trường chẳng hạn, thì các em mỗi một lần các em vào, các em sẽ xác thực là nhập họ tên, nhập lớp của mình đấy vào để các em ấy làm bài thi nữa. Bài thi chung thường thì là như thế, còn lại bình thường là chúng ta mà làm cho các cấp to ấy trong lớp của chúng ta thôi, bình thường một nhóm thôi, chúng ta không sử dụng. Chúng ta hiểu cái phần xác thực thông tin học sinh là như thế. Đấy. Làm xong, nếu như các thầy cô lưu đề thi nhá, bấm vào lưu đề thi thì các con cũng sẽ chưa làm được bài, mà luôn luôn là khi chúng ta phải có cái gọi là xuất bản đề thi ra thì chúng ta các con mới có thể làm bài được, đó mới nhận được. Bây giờ tôi sẽ làm xong hết các chức năng này rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thời gian này, thời gian đặt này, rồi thời gian mở đề này, mật khẩu cũng được, có cũng được. Các thầy cô đoạn này các thầy cô có thể thử nhé, không sao. Đấy, cho xem đáp án tìm xem, vân vân. Đặt lớp này, sau đó tôi sẽ làm thực hiện này, xuất bản này. Xuất bản. Các thầy cô có mất xuất bản xem có nhìn thấy cái gì được không ạ? Bạn đã xuất bản thành công. Để thi. Nó có một cái hay nữa là như thế này, để các thầy cô test này. Bây giờ xuất bản xong đúng không? Thì chúng ta sẽ phải copy cái đường link này, là chính là cái phần này này, các thầy cô nhé. Các thầy cô đến đoạn này chưa ạ? Rồi ạ. Rồi, các thầy cô nhìn này. Sau đó chúng ta copy này. Đấy, chúng ta copy cái đường link này để chúng ta gửi cho các con. Tất nhiên là chúng ta gửi qua Zalo. Bây giờ các thầy cô chắc có nhóm lớp Zalo rồi, và hình thức nào đó đúng không? Để mà học sinh có thể nhận được. Đấy, chúng ta copy nhá. Sau đó chúng ta gửi này. Thế thì bây giờ chúng ta chưa gửi cho con này, chúng ta không biết là bây giờ test để nhìn nó như thế nào. Thì các thầy cô có thể là, tôi thì tôi thường hay là như này, tôi mở trong cái phần Zalo của tôi. À, tôi mở cái phần Cloud của tôi đúng không ạ? Tôi mở phần Cloud thôi. Tôi bấm vào đây để tôi gửi nó trong cái phần Cloud của tôi. Coi như là đây là một cái nhóm lớp đúng không ạ? Các thầy cô sẽ gửi cho các con ở trong cái nhóm lớp này của các thầy cô. Sau đó là các thầy cô bấm vào kiểm tra như bình thường này. Các nhìn này. À, tôi bấm vào đường link này. Được chưa ạ? Thầy cô nhìn thấy không ạ? Đấy. Thì đây là cái giao diện, coi như là cái giao diện của học sinh đấy. Nó sẽ nhìn thấy như thế này. Các thầy cô đến được đây chưa ạ? Mình cứ thử mở cái phục cloud rồi trong à. Của mình. Rồi thì tôi cứ thử làm thử test như thế. Đấy. Thế thầy cô nào mà đã làm xong đề thì thầy cô gửi luôn đề vào trong nhóm Zalo hoặc là nhóm nhóm Zoom chat để các thầy cô khác thử vào xem là cái đề của mình tạo như thế đã được chưa ạ? Ờ đấy, tạo được ạ. Cô ơi, của em sao em bấm nó không hiện cái từ xuất bản, nó hiện màu xanh lên nhỉ? Màu xanh. Em bấm vào cái chỗ xác thực thông tin này nhá, có cần phải bấm vào đấy không cô? Không, cái số phần xác thực thông tin đấy lúc mình có nói rằng là cái đấy chỉ dành cho là khi một cái số lượng mà học sinh chúng ta chưa biết chính xác này, và thường là cho số lượng đông như kiểu cả toàn trường chúng ta thi. Được rồi ạ, em vào tất cả mọi người, để em vào tất cả mọi người được. Tất cả mọi người à, nhưng mà trong đấy các em nên là chọn lớp đi. Có lớp không? Hay là cho tất cả những ai có đường link thì làm hết à? Vâng, cứ thử thế là có được không? Nhưng mà ở dưới nó không nhìn thấy xuất bản á? Nhìn thấy cái chữ gì? Có, bây giờ hiện rồi ạ. Bây giờ hiện rồi ạ. Thế chắc là mình không lựa chọn ở cái gì đấy đấy. Chưa lựa chọn gì là nó sẽ không cho lựa chọn. Chưa đủ thông tin. Sau khi xong thì các thầy cô sẽ test ở một cái chỗ nội dung nào đấy. Như là các thầy cô bảo là gửi luôn trên nhóm ấy. Chúng ta có thể test vào thử của nhau. Xong là mình copy đường link đúng không hả cô? Copy đường link. Chuẩn luôn. Và chính là cái copy đường link gửi cho các con đấy. Em vừa đã vào được của cô Hồng Lan và đề của cô Hồng Lan có làm được ạ. Đấy. Thì các thầy cô nhìn này đúng không ạ? Sau khi chúng ta đứng trên phương vị là học sinh, để học sinh sẽ nhìn thế này, thời gian là bài 15 phút, số lượng câu hỏi 5 câu, đúng không ạ? Số lượng làm đề. À, sau đó chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu làm bài này. Các thầy cô sẽ chỉ các con, lúc này các con sẽ nhìn thấy là đây là bài thi được giám sát và vui lòng bấm một xác nhận. Giám sát có nghĩa là gì? Xác nhận này, các thầy cô nhìn này. Đấy, đây gọi là dạng giám sát đấy ạ. Là nó sẽ bao trùm hết, chúng ta sẽ không, các con không làm được gì đâu ạ. Đấy, nhìn bên màn hình đây thôi. Nếu mà thoát ra cái là nó báo ngay.
nó báo chúng ta là có vấn đề ngay, nó thông báo với giáo viên này. Có giám sát đấy, là các con sẽ không chạy đi đâu được, nên chúng ta cũng giảm thiểu vấn đề. Ai bảo họ hình như này. Đây cái phần nghe, đây có phần nghe từ S đây, mấy cái phần nghe đấy. Các thầy cô nghe thấy tiếng không nhỉ? Chưa nghe thấy cô ạ. À, là cái này của tôi, cái phần này nó không nó lên nghe đấy. Có lẽ cái phần này lúc mà chị Minh chia sẻ chắc phải chia sẻ cả âm thanh nữa. Đấy. Nhưng mà các thầy cô nhìn, các thầy cô có thể thử bài của các thầy cô khác xem. Đây, các bạn cô nhìn giao diện của tôi này, có cái phần nghe này. Đấy, bấm vào là nó nghe thôi, là nó nói thôi. Đấy, đây này, tôi có hai phần tôi chọn đây. Đây đây, IPC đấy, phần nghe đấy, nó gắn liền luôn ở trên này, giao diện là các con có thể nghe và sau đó có thể chọn bài được. Cái này làm nhanh hơn cái để form Microsoft. Ừ, cái form nó là sao cái này nhanh hơn nhiều. Cái này nhanh hơn cô ạ. Đúng rồi. Mình muốn thế nên lấy là cái bản hiện tại được đánh giá là nó chuẩn mà nó hỗ trợ rất là nhanh. Thì, chỉnh sửa lâu lắm làm đến cả buổi tối mới được cái đề. Cái template cái này tôi xin thưa các thầy cô là template này các thầy cô cứ lấy cái phần Word của tôi hướng dẫn các thầy cô về sau cái tôi paste đúng cái nội dung góp cái từng phần vào. Thế là xong, giữ nguyên cái phần các câu cũng question, nếu các thầy cô không muốn là câu 1, câu 2, câu 3 thì các thầy cô question 1, question 2, question 3. Đấy. Cũng hai chấm giống hệt như thế và cái phần giữa đặc biệt là cái ngăn cách ở cái phần giữa các câu hỏi mình cái đáp án là chuẩn. Các khung mẫu giữ nguyên thế chả tội gì. Đó. Thế chúng ta không phải chỉnh sửa gì nữa cả. Sau khi các thầy cô làm xong đúng không ạ? À, các thầy cô làm xong, bắt đầu bài thôi. Đúng đó, hoàn thành. Đấy, đều đứng trên cương vị của con đấy. À, chưa có điểm, đúng không ạ? Đấy, bạn chưa được xem kết quả bởi vì là cái phần đó là bị các thầy cô chặn rồi. Để cho các con xem hết đi đã. Để vào xem. Làm hết bên đầu xem. Đúng rồi. Đấy, kiểu thế. Em thưa cô, cho em hỏi chút ạ. Giả sử mình đang chặn không cho học sinh xem kết quả nhưng giáo viên có kiểm soát được cái phần kết quả của học sinh, có giáo viên có xem được không ạ? Xem được chứ. Đấy, làm xong đấy, sau tí nữa vào các bạn sẽ nhìn thấy phần xem chứ. Nó còn xem được cả quá trình các con làm bao nhiêu câu như thế nào cơ. Cái việc giám sát của giáo viên ấy nó có cả hệ thống luôn. Đây là đang nói đến học sinh thôi. Còn lại là xong là ok. Đấy nha, xong này. Các thầy cô này, nhìn nhá, các thầy cô nhìn giao diện này. Khi tôi vẫn trực tiếp trên giao diện, màn hình của tôi nó vẫn là Vũ Minh. Các thầy cô ạ, nhưng đây đang là Vũ Minh của tôi lại đang là giao diện của một học sinh. Cho nên là tôi chỉ nhìn thấy cái đề thi với bài tập của tôi ở đây thôi. Đấy. Khi các thầy cô test thử xong, các thầy cô xuống phía dưới nhá. Phía dưới cùng này, lăn xuống phía dưới cùng này, các thầy cô phải chọn cái phần gọi là quay lại màn hình giáo viên để chúng ta quay lại trở thành giáo viên. Còn đây là đang là giao diện của học sinh nên chúng ta không nhìn thấy tổng thể đâu. Nhớ nhá. Đấy, bởi vì tôi đang test thử chính cái nội dung của tôi mà. Tôi khi mà tôi link tới, tôi bấm theo cái đường link vừa nãy tôi gửi thì nó sẽ mặc định là chuyển cái vai trò Vũ Minh của tôi đang là giáo viên chuyển sang màn hình của học sinh. Đấy, nó thuận tiện đến mức độ như thế các bạn. Ép luôn. Đấy, lúc này tôi phải quay lại đây này. Các thầy cô nhìn thấy màn hình của tôi chỗ này tôi di chuyển không ạ? Có ạ, nhìn thấy rồi. Đấy, ta bấm lại nhá, quay lại màn hình giáo viên, lúc đó chúng ta mới nhìn được tổng thể. Là giáo viên mới có nhìn thấy được cái đống này, danh sách lớp mấy các thứ này chứ học sinh nó chỉ nhìn thấy mỗi bài tập với đề thi của nó thôi. Đúng không ạ? Nhá. Sau đó này, vừa nãy tôi giao cho lớp nào nhỉ? Lại quên rồi. À, bấm vào danh sách. Sau đó là chúng ta sẽ nhìn này. Như vừa nãy tôi cho vào khối 8 cái bài. Cô cho 8B ạ. À? Cô cho lớp 8B. Cho 8B. À, tôi chết rồi. Nhưng mà cho vào 8B nhưng vừa nãy đáng nhẽ nó phải là ông Đô đấy, ông làm cơ. Tôi lại là người ở bên ngoài. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Nhưng mà đây này, có một số học sinh sau khi mà cho này. Bạn này chưa làm nó chết rồi. Nhẽ nó phải là học sinh để cái làm cơ. Đấy.
Thì khi mà các thầy cô này, khi mà làm tôi cho các thầy cô xem này, ở một học sinh này. Đây này, ví dụ các bạn nào làm trắc nghiệm rồi nhỉ? Xóa mất một cái phạm cố đấy rồi thôi. Đây này. À, khi mà một bạn nào ví dụ trên vai trò vừa nãy nhé, bạn đô bạn làm ấy, thì đây là danh sách những cái bài mà bạn ấy đã làm, bạn ấy sẽ nhìn được. Ví dụ ở cái phần trắc nghiệm này vừa nãy có làm, thì các thầy cô có thể bấm vào nhìn bài của các bạn ấy được. Đấy, những cái phần chúng ta có thể xem lại được cái phần của các con, xem các điểm. Bấm vào cho nghe đây rồi mày làm đây rồi, có thể đến đi chưa lưu ở đâu. Chị Dung tắt mic đi chị Dung ơi. Đấy, chúng ta có thể nhìn theo khối lớp này, hoặc là chúng ta có thể nhìn vào cái phần đề thi theo các khối này nhá. Nhìn này, ví dụ ở trong khối 8 này thì chúng ta cũng đã có xuất bản những cái bài thi của chúng ta rồi. Đấy, cũng đã có những cái bài xuất bản thì chúng ta cũng có thể xem được những cái lượt. Đấy, xem danh sách chi tiết. Theo dõi được hết các thầy cô ạ. Đấy nha. Tôi lấy ví dụ này, các thầy cô nhìn này, tôi làm hơi nhanh nhá. Đấy, để kiểm tra xem là điểm chắc như thế nào này, cái bài thi đó có bao nhiêu em đã làm rồi chưa làm như thế nào thì chúng ta bấm vào đề thi nhá. Chúng ta bấm vào đề thi này. Ví dụ như là khối 8, tôi kiểm tra cái khối 8 tôi xem là có làm cái gì chưa, thì trong đó tôi có bốn cái dạng bài trắc nghiệm của tôi. Đúng không ạ? Ví dụ như là tôi sẽ nhìn xem là vừa rồi là có những bạn nào làm. Ví dụ cái bài của tôi là cái bài tổng hợp, nên tôi sẽ xem này. Các thầy cô bấm vào cái phần bài tổng hợp nhé. Trong đó cũng có phần nghe. Cái này là tôi làm thử, nhưng cái phần đề này của tôi là nó có phần tiếng Anh đây. Tôi copy bài của cô Minh ra đấy, cho nên tôi sửa lại đấy. Trong đúng cái mẫu đấy đấy. Câu 2 thì tôi có ép phần nghe này. À, xong đó một cái phần 2 nữa, các thầy cô có cái dạng tự luận như thế này này. Đấy, nó còn có cái phần tự luận nữa. Các thầy cô nhìn được đến đây không? Có cái bài của mình đấy, cố gắng làm đến được phần này này, sau đó mở cái phân tích này ra được chưa ạ? Đấy rồi, tiếp theo các thầy cô nhìn lên phía trên để mới có thể lấy được thông tin này, đưa vào cái phần mà có cái hình giống ba cái hình người á. Đấy, đưa chuột vào đấy là xem danh sách chi tiết, thấy được không ạ? Đấy, bấm vào này xem danh sách chi tiết thì lúc đó này, trong này mới thấy là có một người là có tên là Vũ Minh làm cái bài đấy thôi, bài đời trước. Đấy. Làm bài có trong 1 phút, số tệp pin nộp 1. À, đây là một cái dạng tệp pin đấy ạ. Đấy. Thì các thầy cô sẽ nhìn thấy những cái thống kê, muốn xem copy link này, hoặc sửa nội dung, hoặc xóa nó đi, hoặc là xem chi tiết đề, hủy hoặc là thống kê, ví dụ xem chi tiết đề này. Đấy, có ở đây rồi, không nói làm gì. Ví dụ như là thống kê. Đấy, các thầy cô nhìn này. Đấy, cái bảng thống kê rất hay đây này, như là cô giáo gì vừa nãy nói đấy, có hỏi đấy, là thống kê, vậy nó thống kê cái gì? Thứ nhất là nó thống kê cái lớp này, có thống kê đăng ký bao nhiêu, dự thi bao nhiêu, có bao nhiêu số lượng học sinh mà dưới 1 điểm, dưới 2 điểm, dưới 3 điểm, dưới 10 điểm. Được chưa? Đấy, nó thống kê. Thống kê cả bằng cái bảng, thống kê cả bằng số lượng. Đấy, sau đó nó có gì thống kê tỷ lệ đúng sai, được chưa? Tiện thấy không ạ? Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 có đầy đủ. Thống kê theo dạng bảng điểm. Chưa có học sinh tham gia làm đề. Không có. Xuất tập tin ra theo dạng bảng. Không có. Có hết các thầy cô ạ. Đấy. Xuất tập tin theo bảng điểm, phổ điểm rồi tỷ lệ đúng sai đây này, bảng điểm này, giống như cái phần trên này. Đấy, thống kê phổ điểm này. Đúng ạ? Các thầy cô có thể báo cáo được hết là trong lớp này tình hình với môn học này thì bao nhiêu phần trăm các em đạt được trên 5, bao nhiêu phần trăm đạt được trên học phần giỏi. Ok hết được. Xuất tập tin ra file để có thể làm báo cáo để đánh giá xem là cái đề thi nó có ổn hay không. Thông thường ở đại học thì chúng tôi thường có phải có những cái sử dụng đó. Hay chúng tôi có những cái hệ thống LMS thì chúng tôi cũng sử dụng cái việc đánh giá qua cái phần đề thi. Em đánh giá từ cái việc đề thi có đáp ứng đủ hay không, học sinh có như thế, số lượng tỷ lệ như thế đã ổn chưa để mà có thể là thay đổi cái đề thi làm sao cho nó phù hợp. Và chắc là ở đây các cấp thì các thầy cô cũng sẽ như vậy. Các thầy cô cập được đến chỗ này chưa ạ? Rồi ạ. Đấy.
Thì đến chỗ này các thầy cô có cái khúc mắc gì không? Cái phần này là cái liên quan đến cái việc là chúng ta kiểm tra rồi thống kê, nó rất là hay đấy các thầy cô ạ. Trách nhiệm này xem có cái phần liên quan đến thế nào hay không. Đấy. Đấy, đây này có bạn, ví dụ như ở trong cái này là có bạn thì nó đã thống kê, ví dụ một người làm dưới 3 điểm có một này, đấy, số lượng nó thống kê này này, bảng điểm này, được chưa? Thầy cô nhìn thấy không ạ? Trong đó là giao bài cho một cái lớp mà trong đó có bạn Nguyễn Văn Đô đã làm rồi 2,5 điểm nhưng bạn Đinh Thúy An thì chưa thi, đấy. Thống kê rất là rõ ràng. Đến đoạn này các thầy cô ok không ạ? Phần này không ạ? Rồi ạ. Đấy, trong cái phần đề thi. Tuy nhiên là ở cái phần đề thi nó có một cái là cái phần câu này. Trong cái bài thi của các bạn, của các thầy cô dạy tiếng Anh, nó có một cái phần tự luận nữa là các bạn đấy có thể là nhập trực tiếp vào đúng không? Dạng như đề tổng hợp như thế này này. Đúng rồi, đánh cái đấy đấy ạ. Đúng không? Ok này, phải. Lấy cái đề này tổng hợp thì hơi khó. Có một cái đề mà nó sẽ dạng đây này. Có phải không? Đánh chữ vào. Đây đây đây. Vâng đây. Ạ. Chữ đúng không ạ? Có chỗ phải đánh chữ. Vâng. Đấy, thì nó sẽ như thế nào, nó lựa chọn thì chắc nó cũng sẽ như thế. Tôi thử cho các thầy cô nhé. Tôi lấy cái file này nhé. Để các thầy cô thử làm. Cái giao diện này nhé. Đây này. Đấy. Yêu cầu là phần 2 là put the words in the correct order đúng không ạ? Sắp xếp lại đúng không ạ? Từ. Đấy, xem nào, cái này là TN đúng không ạ? Tôi sẽ thử tắt cái file này để các thầy cô nhìn cái giao diện, để khi các bạn, các thầy cô làm, các thầy cô cũng có cái khái niệm tổng quan đối với cái phần này. Tôi đã để ạ. Chúng ta cái này tôi làm nhanh nhé, vì các thầy cô từ nãy giờ chúng ta quen. À, chúng ta lấy đề tổng hợp này. Tên nào nhỉ? Open này. Chúng ta nhìn xem. Nó sẽ tiến hành cái phần này. À, nó bảo là hệ thống không nhận diện được các đáp án A, B, C, D cho những câu 5, 6, 7, 8. Thì chúng ta quay lại. 1, 2, 3 này. Câu 1, 2, 3 là câu về trắc nghiệm. Nhưng câu 5, 6, 7, 8 là câu luận. Vì nó không nhìn thấy đáp án A, B, C, D các thầy cô ạ. Đấy. Và nó sẽ nói luôn là bạn vui lòng kiểm tra lại nếu đó là lỗi của hệ thống và hãy liên hệ với chúng tôi. Còn nếu không thì nó sẽ tự động chuyển thành câu tự luận. Ok, tôi đã hiểu. Vậy thì nó sẽ gì ạ? Tự động chuyển thành câu tự luận. Đấy. Rồi nha. Ví dụ này đâu. Đấy. Câu này, câu tự luận này. Lưu nha. Các thầy cô nhìn nha. À, nếu như câu tự luận trong quá trình đấy thì các thầy cô có thể là tự chọn điểm, nó sẽ phân chia như thế nào là tùy nhé các thầy cô. Hoặc là nó sẽ một là nó chia đều thì chúng ta cứ chia đều thôi. Vì là số câu chia đều cho phần trắc nghiệm thôi nhé các thầy cô nhé. Đấy, các thầy cô nhìn này. Được chưa? Còn cái phần bên dưới là nó sẽ không chia đâu. Nên là các thầy cô có thể là cho điểm nhá. Cho phần cho điểm như thế nào? Bên này để cho nó đủ 10 điểm. Ở đây nó có 4 câu à? 2,5, 2,5, 2,5, 4 câu rồi đã thành... Chia đều 2,5. Ừ, chia đều đấy, 2,5 đấy, đúng không? Chia đều được vì bây giờ tự luận được trách nhiệm như nhau. À, đấy, kiểu như thế, đúng không? Sau đó chúng ta cứ lưu. Có thể cô nhìn thấy các em nhập vào là bình thường. Và khi mà chúng ta kiểm tra bài ấy, thì nó sẽ có hai phần. Là phần tự luận với cả phần chấm ở kia, đầy đủ. Thời gian với mã đề như thế này. Chúng ta có thời gian. Chúng ta cứ thử thôi ạ. Cái này tôi làm nhanh thì chúng ta cũng đã biết rồi. Ok. Chọn. Đấy, chúng ta cũng thể chọn. Các thầy cô cũng có thể là tìm phần mật khẩu đề thi. Chúng ta thử như thế này nhé. Mật khẩu đề thi nhé. Để các thầy cô nhìn ra 1, 2, 3 chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì một lần thôi.
có đảo câu hỏi này, khi thi xong thì cho này, đây này chọn hoặc là tất cả mọi người cũng được này, sau đó chúng ta xuất bản nhé. Sau đó chúng ta copy để đi. Sau đó chúng ta thực hiện nội dung. Đấy. Đề thi. Đấy, mật khẩu đúng không? Yêu cầu mật khẩu đề thi. Thì chúng ta vừa nãy trong bài chúng ta có yêu cầu mật khẩu. Mật khẩu 1 2 3. Chúng ta xác nhận và yêu cầu đây là nó gì ạ? À, nó có cái phần tự luận nên nó sẽ yêu cầu. Đấy. Tôi nghĩ rằng cái phần này thì chắc là nó sẽ dễ hơn với các thầy cô. Đấy, các con. Đấy, cái này là phần đây là có hộ đã yêu cầu. Đúng không? Đây, mấy ái. Đúng không? Yes. Rồi, rồi. Tự nói luôn. Đúng rồi. Tự nó sẽ làm cái phần này. Đấy. Thì nó sẽ có cái phần này là các thầy cô sẽ chấm. Đúng không ạ? Gì gì đấy. Thôi đến cái chỗ này là chắc là tôi tiếng Anh nhớ không ấy. Cái này là gì? Is. Đúng không ạ? Is the playground lab à? Đúng nhỉ thầy cô? Lab. Vâng. Is the playground. Is the playground. Là đúng rồi. Đấy, là dụ như thế. Hoặc là nếu không cái này thì chả làm được. Chả nộp bài. Có bạn thì đấy, bỏ. Đúng không? Có bài. N đúng không nhỉ? Đấy, 7.5 chúng ta có mà. Đúng không ạ? Chúng ta có cho phép là sau khi làm xong là các con được xem điểm các thứ. Thì bậc 7.5 điểm. Xong đó là ở đây trắc nghiệm nói luôn ạ, trắc nghiệm 7.5 là 3 đúng 3 trên 4 câu và tự luận thì là thầy cô chưa chấm. Đấy, ví dụ như thế đúng không? Cái này chắc là tôi để điểm, chắc là chúng ta vừa để điểm nhầm rồi. Đấy, cái phần tự luận đây. Tự luận thì nó sẽ liên quan ở đây. Đấy, vì chưa có điểm. Lúc đó thì giáo viên sẽ vào để thực hiện cái việc đó là chấm bài cho các con ở trong cái phần đó. Đúng không ạ? Không. Sau phần đó rồi thì chúng ta sẽ chuyển về cái phần quay lại màn hình giáo viên nhá. Sau đó là chúng ta sẽ quay lại cái phần đề thi. À, chúng ta sẽ xem vừa nãy ví dụ như là đã xuất bản như là chúng ta cũng có cái phần đó, chúng ta vào cái trắc nghiệm này để vải. Trong cái phần trắc nghiệm đó này thì các thầy cô sẽ vào cái phần chi tiết này, chúng ta xem này, đấy chưa chấm này, đúng chưa? Minh Vũ vừa nãy làm phút vừa nãy chúng ta chưa chấm. Thì các thầy cô sẽ vào đây, mình sẽ nhìn ở đây mà có thể chấm thì chúng ta có thể lưu điểm, ví dụ trong phần này thầy cô đúng rồi thì cho một điểm, trong cái phần này chưa được thì cho 0.5 gì đấy, không hai câu 0.8 lưu điểm. Khi chúng ta lưu điểm thì các thầy cô nhìn này đấy, nó sẽ tự động tổng điểm đúng không ạ, tự luận được 1.5, trắc nghiệm 7.5 và điểm cuối cùng của các em là 9. Đấy là giáo viên mình chấm đấy, giáo viên mình vào chấm tự luận đấy. Ổn không các thầy cô? À, các thầy cô thấy nó dễ không ạ? Cái phần này nó sẽ dễ dàng hơn so với các phần mềm khác không? Dễ hơn cô ạ, làm nhanh hơn. Đúng, đúng. Lý à. Được cái là hỗ trợ nhanh hơn thầy cô ạ. Buổi tối. Cái dễ dơn hơn cái dùng form kia đúng không? Dùng form. Vâng. Nó không mất thời gian. Không mất thời gian. Cái kia đâu lắm. Cái thứ hai nữa là các thầy cô còn nhìn tổng thể được hết không? Nhìn được hết không? Hoặc nhá, trong cái phần này cái phần này lúc tôi quên tôi không, họ bảo hướng dẫn các thầy cô này, nếu như cái phần này của các thầy cô mà các thầy cô không muốn tự tay chấm ấy, mà các thầy cô có thể là bởi vì cái này mà sai vị trí hoặc là sai một tí tẹo thôi đã là sai luôn rồi, là không được điểm thì sao đúng không ạ? Đúng không ạ? À đấy, thì mình có thể đưa nó thành cái dạng lựa chọn mà nó có thể máy nó chấm luôn cho được, cũng được. Tức là mình là bốn cái trắc nghiệm đảo lung tung một cái đúng. Không. Cái phần tự luận này nó khác, cái phần tự luận đấy nhá, tôi đấy là cái đấy là phần trắc nghiệm rồi thì không nói, nhưng mà cái phần đó này. Đây, thi này, tôi hướng dẫn các thầy cô cái chỗ này. Trong trường hợp mà cái đó mà các thầy cô mà không muốn ấy, cái chỗ tự luận đấy ấy, mà cũng muốn nó chấm luôn ấy thì cũng được, thì chúng ta sửa cái kiểu này, chúng ta sẽ làm cái kiểu này này, tức là chúng ta sẽ nhập các dạng đáp án có thể chấp nhận được vào ấy.
đây nhá, tôi làm thử, tôi làm thử cái này để các thầy cô nhìn này, nó chấm này, nó sẽ cho luôn cái đấy vào dạng tự luận nhưng mà nó là dạng trắc nghiệm được. Đây, ví dụ như này là cái trắc nghiệm trên này thì không nói làm gì đúng không? Đấy. Nhưng ví dụ này, trong phần tự luận này ấy, các thầy cô cho điểm sâu này, nhưng mà đây này ẩn hiện giải thích chi tiết à, trong cái phần này à, có một cái chỗ nào ở cái phần điểm này tôi bị nhầm ở chỗ này rồi, để cái tự luận này cho các thầy. Đáp án đúng. Nếu không thì chúng ta để cái gọi là điền, chúng ta có thể là dạng tự luận nhưng chúng ta có thể điền từ vào như thế này. Thầy cô ạ, để cho nó thành chuyển này nhá. Điền từ vào chỗ trống như này nhá, giả dụ cũng có thể, tôi thấy là nó cũng hay. Ví dụ như là bây giờ nhập vào thì có phải là chúng ta nhập luôn đáp án vào đúng không ạ? Ví dụ chính xác của nó sẽ là may I sit down. Đấy, là một đáp án. Hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể may I, để hết các trường hợp, ví dụ như là trên dưới may I sit down mà không có dấu hỏi chấm. Đúng rồi, đây em đang bảo làm như thế đấy. Kiểu như thế đúng không? Người ta liên vào. Vâng đấy, đúng là kiểu như thế đấy. Đấy. Thì nó sẽ gì ạ? Đây, các thầy cô nhìn ngay lên, bây giờ nó đang thành câu, tổng số câu nó sẽ coi như là dạng lựa chọn đây này. Là nó sẽ đổi cho các thầy cô luôn, thì các thầy cô đỡ phải chấm tay, máy chấm luôn. Nó chỉ cần là nhập vào là như thế này là được. Dạng có thể chấp nhận 4-5 dạng các thầy cô có thể thay đổi, hoặc là may I sit gì đấy, trong trường hợp các con mà hay đánh sai đánh nhầm gì các thầy cô có thể chấp nhận được. Cái này là nó cũng phải là nhiều trường hợp, những mà từ mà biết đâu nó đánh sai, đánh cách, đánh gì đấy thì nó hay bị sai. Máy thì nó chỉ có gì ạ, chuẩn như thế này là nó chấm thôi, còn ngoài ra là nó không có. Các thầy cô chấm tay thì các thầy cô có thể là các con dịch một tí, hoặc là chéo như này, hoặc là dịch xít một tí, các thầy cô vẫn chấp nhận được, vẫn cho điểm, thì đấy là quyền của mình. Nhưng ở đây là nó cứ áp vào đây thôi. Đấy, đấy là một phần. Các thầy cô thì nó sẽ chuyển ra, nó sẽ chuyển thành cái câu bây giờ không những là 4 nữa, nó cộng thêm cái câu này nữa là 5. Thì các thầy cô sử dụng cái chức năng gọi là điền từ vào chỗ trống ấy, chúng ta có thể thực hiện được. Thì chúng ta không phải chấm nữa, máy nó chấm luôn ạ. Đấy, đúng không ạ? Cái kiểu như thế thì chúng ta nhàn hơn. Được không các thầy cô? Cái chỗ này đến cái chỗ phần này thì các thầy cô thấy cái giải pháp này ổn không ạ? Thì tôi có cần phải hỗ trợ được chỗ nào cũng dễ hơn rất nhiều đúng không ạ? Thầy cô sẽ thấy làm nhanh hơn. Vâng, chắc chắn là sẽ nhanh hơn ạ. Đấy, và cứ như cái template của tôi là các thầy cô cứ lấy cái đồng đi về, xong thì copy cái thầy cô vào nguyên cái khung ở dưới cho tôi, cho cái đáp án thêm vào 1, 2, 3, 4, 5, thế là xong. Chúng ta sẽ không bị sửa cái template thôi đi. Đấy. Thế còn tiếp theo nữa, còn một cái nữa là cái dạng bài tập để các con chuyển lên ấy. Thì đây là đề thi là liên quan đến trắc nghiệm rồi các loại bài, đúng không? Còn cái dạng tiếp nữa là cái phần bài tập. Đấy. Ở đây nó có một cái phần bài tập cho cái lớp 7 rồi, tạo bài tập chẳng hạn. Thì các thầy cô chọn này, có nhanh quá không ạ? Đấy nhá, chúng ta tạo bài tập, còn cái này là chúng có các lớp rồi, đưa giao bài tập, chưa giao bài tập, có lớp 7C này tôi giao bài tập rồi. Nó cũng đã có thông tin là có tên là bài tập tiếng Anh, đã nộp là có 1 trên 6, tổng số 6 em mà có một ông nộp thôi. Và hạn nộp ngày 19 tháng 2, nó rất là rõ ràng thông tin. Sau đó là tôi muốn tạo một cái dạng bài tập nữa. Tên bài tập đúng không? Chúng ta có cái hạn nộp cho các con là đến bao giờ các con sẽ nộp? 20. Chúng ta cũng đặt bỏ trống nếu không giới hạn thời gian nộp yêu cầu. Sau đó là gì ạ? Thêm file bài tập vào, chụp một cái ảnh file cái gì đấy, thêm file vào. Tôi thử thôi nhá, tôi lấy một cái này. Tôi lấy một cái này nhé các thầy cô nhá, tặng đấy nhá. Bất kỳ ạ, thêm file thôi ạ. Đấy, file. Sau đó là bên dưới này các thầy cô có thể thêm và thêm những cái chú thích là yêu cầu các em như thế nào đấy, đấy. Cho nó rõ thôi mà, yêu cầu các em làm giấy kiểm tra chẳng hạn, đấy, kiểm tra ghi đầy đủ họ tên,
xin cô chụp một bài cho cô. Yêu cầu học sinh đăng nhập mới được nộp bài là cái này là khi mà có tài khoản, học sinh có tài khoản, còn không cho học sinh xem kết quả gần gì đấy. Chọn lớp muốn giao bài, như là tôi muốn giao bài cho lớp có gì nhỉ, A B là có ấy thôi, có lớp hay không là đến lúc sau lại không nhìn thấy gì, đúng không ạ? Ví dụ ra như thế, sau đó tôi link nó. Đấy, tạo bài thành công bài tập tiếng Anh dự kỳ, đúng không ạ? Thấy cô đã tạo thành công bài tập tiếng Anh, là thực hiện copy link này bên dưới và gửi link cho các lớp tương ứng, đúng không ạ? Copy link. Đấy. Đấy, thấy chưa ạ? Khi chúng ta quay lại chúng ta thấy là có một bài. Đấy. Có hai sinh viên trong lớp này, có hai học sinh chưa nộp bài nào cả. Đấy. Còn làm bài. Cái này ấy thì nếu mà sử dụng link mà chụp trên bằng điện thoại thì tiện lợi lắm thầy cô ạ. Các con chỉ cần bấm thôi. Còn tôi là khi đường link của cô giáo là đưa vào thì sẽ hiển thị cái này. Đây là đề của các con. Các con có thể nhìn thấy, ví dụ tổng hợp. Đây là đề, giả dụ đây là loại đề. Sau đó là đề các con nhìn và các con làm bài. Làm bài ra giấy xong thì các con tạo ấy đi. Để xong có bắt đầu một là các con có thể chọn file gì đấy để chụp ảnh. Hoặc là file video hay PDF hay cái gì đấy. Hoặc là nếu không, là nếu mà đang sử dụng điện thoại thì các con sẽ bấm vào cái phần chụp ảnh này luôn. Đúng không ạ? Để chụp. Điện thoại thì nó như thế nhá, là nó sẽ chụp ảnh luôn. Nên sau đó là nộp bài thôi. Một bài cho cô thôi. Tải lên. Đấy, nên là ảnh sau khi mà làm xong thì chụp. Và chúng ta là các con cứ bấm vào nộp bài cái thế là xong, rất là nhanh. Tiện lợi lắm. Yêu cầu các con làm ra giấy kiểm tra đầy đủ rồi nộp bài cho cô. Đấy, ví dụ như đây là tên học sinh là Nguyễn Văn Đô chẳng hạn, đang ở cái mã đấy. Đúng nhỉ, tên sách bài, ví dụ tôi respect lại. Nên là làm ở đâu nhỉ? Đấy. Bạn Nguyễn Văn Đô này, khi tôi làm giáo viên này, đúng không? Bạn ấy nộp xong này, tôi vào cái phần bài tập này, được giao này, trong đó này, có hai lớp này có hai bạn thôi, nhưng mà bạn Đô này thì đã nộp rồi, đúng không? Bạn này là chưa nộp, Linh Thứ An cũng báo cáo ngay là chưa nộp bài. Vào chúng ta chấm, các thầy cô sẽ nhìn thấy cái giao diện này. Cái này là chúng ta chấm chắc ấy đây, tại đây nhìn thấy cô nhìn thấy giao diện. Nếu mà thầy cô nào làm rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy, đúng không ạ? Thì ở phần bên cuối thì nó sẽ có hướng dẫn này. Một chạm vào ảnh thì là đúng, còn hai chạm vào ảnh là thêm S, có nghĩa là chúng ta tích một cái, tích trái con chuột một cái là đúng, còn nếu mà hai lần tích đúc liên tục thì nó sẽ là sai. Ví dụ là đến cái đoạn này tôi chấm, tôi ví dụ chẳng hạn đoạn này các bạn ấy là chấm đúng, tích một cái đúng, đúng không ạ? Tích cái này là đúng, ví dụ cái chỗ này là sai thì tích đúp nhá, tích đúp. Đấy, sẽ trừ điểm này, tích đúp, đúng không ạ? Đấy, và mỗi một lần tích như thế các thầy cô nhìn này có điểm luôn, một lần sao đấy đúng 2/6 thì là bao nhiêu điểm, cái này nó sẽ mắc định. Sau đó là có cái phần là gì? Nhận xét. Dạ. Ví dụ cái này phần này yêu cầu nộp bài á, nộp lại. Có nghĩa rằng ví dụ bài thấp quá, cô bảo là thôi, cho cơ hội làm lại đi. Thế là cô bấm yêu cầu nộp lại. Thì các con mới có khả năng là gì ạ? Vào lại và nộp lại bài được. Còn nếu không có yêu cầu, cô không bấm cái yêu cầu này là các con sẽ không nộp lại bài được. Đấy nhá, có một cái dạng như thế. Điểm. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ lưu lại chấm bài thành công, bài làm này được chấm 3,3 điểm. Đấy. Ok, chúng ta sẽ có được cái điểm của cái bạn này như thế này. Đấy. Xong này, điểm xong này. Đấy. Cái
Cái phần này dễ hiểu không các thầy cô? Cái phần bài tập tải với chấm bài tập này có dễ hiểu không ạ? Dễ hay khó ạ? Các thầy cô cứ trả lời đi ạ. Đâu các thầy cô? Được ạ, nhưng mà có thể bọn em còn phải mò mò nhiều thứ nó chưa sao ạ? Bởi vì mới đầu như thế nên là các thầy cô có gì các thầy cô cứ nhắn trên trên Zalo ạ. Bọn em cũng không được, bọn em lại quay không, em lại mò. À rồi, ok, cô Minh cô cũng có ép mình ở trong đó, các thầy cô có thể có vấn đề gì các thầy cô có thể hỏi thì trong quá trình này mình có thể hỗ trợ được hết các thầy cô ạ. Các thầy cô cứ yên tâm, một là thế là tôi có thể hỗ trợ luôn cho các thầy cô, hoặc là trong cái phần ý, thực tế nhé, mỗi một cái tài liệu nào hoặc là cái phần nền nào nó cũng luôn luôn có cái phần tài liệu hướng dẫn rất là chi tiết đấy các thầy cô ạ. Ví dụ như Office chẳng hạn, các thầy cô cũng không cần phải đọc đi đâu xa đâu, cái phần Office nó cũng có hỗ trợ, tất nhiên là nó là bản tiếng Anh. Ngay cả ở đây cũng thế, trong cái phần hỗ trợ này các thầy cô nhìn này, nó cũng tại tương đối là chi tiết, các thầy cô bấm vào hỗ trợ nhé. Các thầy cô sẽ nhìn thấy cái giao diện của màn hình, nó sẽ giải thích rất là rõ ràng là khi đăng ký tài khoản làm gì đây này. Thầy cô nhìn này, đấy, tài liệu đấy. Và các thầy cô có thể xuất nó sang phần PDF mà tải về để các thầy cô đọc được, không cần phải lên trên này. Yeah. Nó không như thế cơ. Đây này. Yeah. Trong ngay giao diện luôn, khi quên mật khẩu, mở mật khẩu các bạn làm gì, rồi nếu các thầy cô muốn tạo lớp học thì làm gì, có hết. Được ạ. Đây. Đấy, để giới thiệu với các thầy cô, không cũng không cần phải đâu xa mà ngay tại trang của nó cũng đã có một cái hỗ trợ đầy đủ những nội dung để các thầy cô có thể làm đấy, chấm bài này, sửa bài, xóa bài này, xuất file điểm ảnh này. Được chưa? Các bạn cô nhìn này. Đấy. Vậy thì xuất làm như thế nào? Hay là xuất file PDF ra thì làm gì? Được chưa? Tạo đề thi nó có một loạt đến đâu thì các thầy cô có thể làm như vậy. Đấy. Xuất file kết quả đề thi. Cái này dễ rồi, nó không chụp cho các thầy cô đâu. Đấy. Được chưa ạ? Nó làm rất dễ. Đây, đến cái số bên phần bên cạnh này này, nó có cho phép các thầy cô in này. Ví dụ như là theo cái giao diện phía đầu này, tài liệu này, phần nhỏ này. Các thầy cô có thể là đấy, các thầy cô nhìn nha. Được chưa? Đây là cái phần nó đang kết xuất ra dạng PDF đấy. Nếu các thầy cô muốn in toàn bộ cái nội dung này về trên máy thì các thầy cô đọc theo dạng PDF thì các thầy cô cũng có thể làm được, không cần phải vào trang của nó. Đấy, các thầy cô nhìn này. Đây này, đây là toàn bộ tài liệu của nó, có mấy chục trang đấy. Đấy, chụp hết cho các thầy cô. Chúng ta sử dụng cái dạng in này, print to PDF này để chúng ta xuất bản ra. Đúng không ạ? Khi có chúng ta để cái dạng đấy thì chúng ta mới in dạng PDF được, chứ không phải là dạng in là print là ra máy in đâu các thầy cô ạ. Đấy, nếu mà chúng ta để cái chế độ là print PDF thì nó sẽ lưu theo dạng PDF ấy. Đúng không ạ? Sau đó là chúng ta nên lưu nó về thôi. Lưu nó về để sử dụng thôi. Đúng không ạ? Tài liệu. Tài liệu Azota chẳng hạn. Đấy. Nó sẽ hướng dẫn, trong đó nó có cả cái phần video nhá. Chú ý là các thầy cô này. Đấy. Nó có cả cái phần video hướng dẫn, là trong đó nó có cái file hướng dẫn cho các thầy cô dạy tiếng Anh ấy. Bởi vì là cái này nó hỗ trợ cho các thầy cô dạy tiếng Anh rất tốt nên nó có luôn ấy. Đây, tạo đề thi đây này. Đây, các thầy cô này. Được chưa? Tạo đề thi môn tiếng Anh các thầy cô nhé. Đấy. Trong trường hợp mà thầy cô nào mà chúng ta chưa kịp, chúng ta chưa hiểu rõ thì các thầy cô cũng có thể xem video, hoặc là các thầy cô cần thiết các thầy cô có thể là hỏi chúng tôi luôn ạ. Đây, trên cái Zalo không có vấn đề gì cả. Đúng ạ? Vì là các nguồn tài liệu chúng ta có rất nhiều. Đấy. Em thưa cô ạ. Chuyện ơi. Alo. Em thưa cô là có thể xuất cái file này sang ra bản in được không ạ? Cái sau khi trộn đề thi này. Trộn đề thi xong thì xuất đề thi. Em muốn in ra giấy ạ. Em muốn làm đề thi ra giấy thì có làm được không ạ? Mình đang làm từ giấy ra file mà. Nhưng mà cái đề thi của mình thì nó đang là ấy rồi mà. Cái đề thi vâng ạ, nhưng mà ở đây em thấy có một cái đó là đảo đề thi rất là hay. Vậy sau khi mà đảo đề thi này xong thì có thể in được ra giấy được không ạ? Đảo đề thi thì trong cái quá trình mà nó làm ấy. Này nó mỗi một lần làm, mỗi một lượt làm nó sẽ đảo theo cái bài của học viên ấy em ạ. Từng phần đấy đi.
Đấy gì đảo sau cái là muốn in cái gì, thường là nó sẽ đảo online, nó sẽ đảo cho tất cả một cái hoạt động thôi. Copy link thì phải copy link thôi. Copy link thôi, copy link vào đến phần đó chúng ta sẽ có cái thì này là mình không hay lưu cái này nhưng mình sợ nó không có cái tác vụ đấy đâu. Thì mình chưa in cái phần này ra một lần nào nhưng mà về cơ bản là mỗi một lần lượt em nhỏ đề. Em thấy bên góc trái có cái dấu download. Nhưng mà download này là tải cái file ấy thôi, tải cái file chung của một lần lượt này thôi. Là sau khi nó làm cho nó không phải là đảo, vì là mỗi một lần ví dụ 5 7 học viên ấy làm ấy là nó sẽ tự động đảo cho từng từng người một. Đây là cái file mà file gốc ấy của chúng ta thôi. Sau mình làm có muốn đảo không nào, cô dạy cho cách trộn đề. Wow. Có cái trang khác để đảo vậy. Sau đó thì đảo trang. Cái này cái trang này nằm ở phần mềm đấy. Nó cái này ấy, cái này thì nó sẽ không đảo theo cái kiểu dạng là bởi vì là ở đây file chỉ có thế này thôi, fix thế này thôi. Còn khi làm đảo cho 10 sinh nó làm thôi. 10 người thì chỉ đảo cho 10 sinh viên này thôi, 10 học viên này thôi, và trong quá trình đảo là các em làm thôi. Còn đây là cái bản mà bạn chỉ để được như thế này thôi. Các thầy cô là muốn đảo đi để in cho khoảng 10 bạn nó giấy. Vâng, em cảm ơn cô. Và hôm nay các thầy cô đã làm làm được rồi ạ. Cách làm như thế được rồi cô. Các thầy cô thấy nhẹ nhàng hơn khi mà để đỡ vất vả hơn không ạ? Tôi nghĩ rằng cái này sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Cái này đỡ vất hơn cái form kia ạ. Hết cả buổi tối. Thế á? Đấy, nếu mình làm ở tất cả các ví dụ thì mình có thể cái Azota này nếu hỗ trợ tốt này các thầy cô này. Còn sau này ví dụ như sau này nó còn phát triển hơn nữa, nó free, nhưng mà nếu mà là bản quyền của nó còn thích nữa. Mà thôi chúng ta cũng chưa cần phải dùng đến cái phần mua đúng không ạ, là chúng ta đã sử dụng thoải mái cái phần này rồi. Đây là phần nó mới có chức năng đau cái để trộn chứ nhỉ. Cũng có thể ngay cả bản thân tôi là tôi cũng chưa sử dụng cái phần đó. Chúng ta sẽ để xem là cái đội phát triển đấy thì nó như thế nào. Những cái đội đấy tôi nói là họ tập trung tuyệt vời đấy, họ có những cái là thay đổi rất là nhanh phù hợp với cái phần này, nên là lựa chọn cái phần này là hay đấy. Ngay cả các trường đại học như chúng tôi thì ví dụ sử dụng, và ví dụ tiểu học các thầy cô có khi các thầy cô thích sử dụng PG hơn nhỉ. PG bọn trẻ con tiểu học thích. Tôi còn được thầy ngoài cái phần này thì hôm trước thì cô Minh cũng có hỏi tôi ấy, là cái phần mà các thầy cô muốn giới thiệu một cái gọi là các thầy cô muốn test một cái đoạn tiếng Anh, sau đó là nó sẽ phát âm đọc, nó sẽ có tính phát âm đọc tiếng Anh, sau đó là nó sẽ lưu cái đoạn đọc đấy đúng không ạ? Hôm trước cô Minh có nói tôi cái chỗ đấy. Vâng ạ. Thầy cô có hỏi đúng không ạ? Có thầy cô hỏi đúng không ạ? Làm sao mà để các thầy cô sau này các thầy cô muốn quay video hướng dẫn cho học sinh nhưng không muốn sử dụng giọng của mình á, mà các thầy cô có thể sử dụng giọng chuẩn ở trên mạng chẳng hạn, thì các thầy cô cũng sẽ có những cái thầy cô sẽ cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng cái giọng của người khác chẳng hạn. Nó chuẩn hơn, giúp cho học sinh. Thì tôi không biết là nó có đọc hay không. Thực ra chúng tôi thì về mặt kỹ thuật, thế còn tiếng Anh là chúng tôi thì cũng không phải là siêu quá những cái nội dung như đâu các thầy cô. Ví dụ như là nếu như mà đọc chuẩn thì chúng tôi cũng thấy là thường chúng tôi thấy Google thì nó đọc rất là chuẩn, nhưng mà nó sẽ không lưu được cái, nó sẽ không thực hiện cái lưu file đấy được. Ví dụ như là có một vài cái, chắc là tôi lại bỏ mất cái phần đó đâu nhỉ. Đây ạ. Ví dụ này, nó hôm trước thì tôi có theo cái ý tưởng của cô Minh ấy, thì tôi có tìm một số những cái nội dung như này, ví dụ như này nhá. Tôi có một cái đúng rồi cái này đấy cô ạ. Đây đây đây. Ví dụ tôi lấy đấy, một cái đoạn này em làm chứ bây giờ em quên mất rồi, em phải tải phần mềm nên nó mất đâu. Thực ra không cần phải tải, cái này là tất cả đều hệ thống online hết các thầy cô ạ. Nó cho phép chúng ta online giống như các thầy cô chuyển PDF online. Ví dụ tôi có này nhá, nó có cái thì nó có giới hạn nó hay không. Ví dụ đây là cái vùng này. Ví dụ trang TT3 này này, tức là cái này là text to đúng không ạ? Text to speech gì đó đúng không ạ? Đấy, cái từ khóa key mà chúng ta khi chúng ta tìm thì chúng ta sẽ để đấy. Ví dụ tôi lấy một cái này thôi, đúng không ạ? Một cái đoạn này, sau đó chúng ta sẽ thực hiện là convert now này, copy vào cái vùng này, sau đó chúng ta convert now. Đấy là một trang nhé. Để làm xem nào.
Để in thế nhỉ? Ở đây nó có cho phép chúng ta chọn cả cái phần giọng đọc này. Giọng gì đúng không? Đọc của Michael hay là của mấy, tức là mình chọn theo giọng nào mình muốn. Đúng rồi, nhưng mà hình như cái trang này, cái trang Chisri này nó bị giới hạn là bao nhiêu ký tự trong một tuần đấy. Cái này nhá, Chisri cũng được, hoặc là cái này này. Tôi thấy cái này cũng hay này. Ví dụ tôi copy cái này rồi nhá. Sau đó là tôi sẽ, đây này, có phần MP3 này, và tôi sẽ chọn vào cái phần này. À, cái này nó có cái tốc độ speed này, đây là giọng đọc này. Đấy, ví dụ như là Ryan giọng này. Speed giọng đọc nhanh hay chậm gì đấy, đúng không? Slow, resting average và nhanh, fast. Cái này thôi ạ. Ví dụ tôi lấy một cái đoạn này, tôi bấm vào đây này. Tôi sẽ thực hiện. Thế là vừa nãy tôi share, các thầy cô có nghe được không? Có ạ. Đấy. Không nghe rõ lắm. Hay là chắc là tôi không mở to. Hay là chưa chia sẻ âm thanh của máy tính cũng nên. Như này có to hơn không? Đấy. Nhưng mà ví dụ vào naturalreaders.com này. Google này. Online này. Đấy. Một số những cái này. Tôi, các thầy cô thử nghe xem. Tôi đấy, các thầy cô tiếng Anh thì các thầy cô sẽ nghe nó chuẩn hơn. Thì đây. Đấy. Chưa nghe rõ. Đấy, như các thầy cô có thể vào trực tiếp luôn cái trang này luôn. Một vài cái trang đó. Ví dụ như cái trang Chisri Free này là nó sẽ giới hạn là trong một tuần. Các thầy cô chỉ có thể được là convert khoảng là 50.000 ký tự thôi chẳng hạn. Một tuần thôi. Tôi chỉ được thế thôi, tôi không cho anh free nữa. Và đấy, như cái này xong cái, sau khi mà các thầy cô xong này, các thầy cô có để down nó về này. Đấy, upgrade đấy, đấy. Tôi bị một lần rồi, tôi làm thử mấy lần rồi. Nó không cho. Tôi làm cái này. Không là chúng ta có thể làm được. Đấy. Create audio này. Cái này cũng thế. Converse này. Text to này. Các thầy cô có thể sử dụng cái này được. Tôi nghĩ là một số những cái các thầy cô có thể tìm được. Nhưng chủ yếu là các thầy cô nghe xem nó cái giọng như thế nào cho nó chuẩn ấy. Context to speech. Đấy. Nó cũng có cái phần fast, slow này. Hay là chọn cái giọng đọc của ai đó. Đó. Anh Mỹ hay là anh gì? This one. Đấy, nó có cái phần download audio luôn này. Vâng ạ. Đấy. Đấy, các thầy cô ạ, một số những cái trang cũng có thể là nó hỗ trợ các thầy cô những cái nội dung đấy. Mà giọng đọc của các thầy cô cho lên các con nghe cho nó thích chị. Thích các thầy cô nghe chứ. Cô để nói hướng dẫn thôi. Còn đọc ví dụ như mình tạo ra các conversation ấy ạ, tức là các giọng hội thoại ấy ạ. Cần có nhiều giọng khác nhau để trộn vào thành một cái bài nghe có nhiều người. Vâng. Thì đấy là một số những cái mà như mà bình thường nha, chúng tôi thì tôi nghe video thì nghe không biết là nào, nhưng mà như các thầy cô thấy tôi thấy cái phần của Google nó dịch mà nó đọc chuẩn hết rồi. Vâng. Nhưng mà nhiều khi nó không thể nó nghe ngữ điệu hay ấy. À. Mình lựa chọn giọng ấy. Nó rất là bất ngờ và thì mình không biết là giọng nào. Dạ. Vâng ạ, thế là thế rồi đấy ạ. Vâng. Thì hay thì cô Minh lại chia sẻ với nhóm ở trên Zalo cũng được ạ. Dạ vâng. Một là thế, hai là cũng rất là mong muốn các thầy cô là trong quá trình các thầy cô khó khăn gì trong cái việc dạy, hay là các thầy cô muốn đề xuất là chúng tôi kết hợp cùng với trung tâm sinh học ngoại ngữ, ví dụ như là các thầy cô muốn làm như là hôm vừa rồi các thầy cô đề nghị đấy, tìm cho các thầy cô những cái để giới thiệu cho thầy cô những cái phần mềm mà các thầy cô có thể là thực hiện được những cái nội dung của thầy cô, hoặc là tôi muốn là làm theo cái dạng video như thế này, thì chúng tôi cũng sẵn sàng để chúng tôi đề xuất giúp đỡ các thầy cô trong cái quá trình mà các thầy cô giảng dạy. Thì bởi vì là bên chúng tôi thì cũng có những cái
giảng dạy cho các ngành, tức là đào tạo tiểu học mầm non. Vì vậy mà tiểu học, trung học cơ sở ấy, thì nên là chúng tôi cũng rất là mong muốn để mà luôn luôn kết hợp cùng với các thầy cô, lấy những cái thực tế của các thầy cô, mong muốn các thầy cô để có thể là làm một cái là phục vụ các thầy cô. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chúng tôi dạy cho sinh viên của mình để đáp ứng với nhu cầu, đúng không? Khi mà sinh viên của chúng tôi ra trường thì cũng đã có thể đảm bảo được cái phần nội dung yêu cầu đối với các đơn vị làm việc. Là cũng rất mong là có thể luôn luôn để qua cái những cái buổi mà trao đổi những cái nội dung như thế này thì sẽ là cái sự gắn kết giữa trường Đại học Hùng Vương với các thầy cô ở các cấp, và cũng mong muốn là qua đây thì cũng đã giúp đỡ được phần nào cho các thầy cô trong quá trình các thầy cô giảng dạy trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thì trong thời điểm này thì chúng ta cũng không thể nào mà không sử dụng tới công nghệ thông tin được. Là cũng rất là mong muốn được nghe các thầy cô, ví dụ như là cái thời gian thì nó cũng có hạn, nhưng mà chúng tôi rất là mong là nếu như các thầy cô có cái gì mà thắc mắc hay là muốn hỏi thêm thì các thầy cô cứ thoải mái hỏi trên Zalo hoặc là post tên tôi vào ạ, thì tôi sẽ hỗ trợ các thầy cô. Và nếu như mà tôi còn chưa thể là có thời gian được nữa thì chúng tôi nếu mà nhiều câu hỏi tôi sẽ test thêm các giáo viên của bên ngành tin chúng tôi để hỗ trợ các thầy cô, luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ các thầy cô ạ. Vâng, em cảm ơn cô. Em thưa cô, vâng, cho em hỏi một câu nữa. Vâng. Vừa nãy ví dụ như em đang thiết kế một bài kiểm tra 15 phút, nhưng mà khi đặt thời gian để làm bài thì em chỉ thấy là ghi giới hạn là từ ngày nào đến ngày nào, từ mấy giờ đến mấy giờ. Thì mình cũng đặt thời gian qua cái chỗ giờ đấy xong cùng một ngày là ra được 15 phút à cô? À không, ở phía trên đầu nó có cái thời gian ấy. Chúng ta đặt cái thời gian ở trên đấy chứ không thể phải là đặt thời gian là ngày ở dưới đâu, phụ thuộc vào ngày đâu. Và... cái trên đấy, cái ngay trên đầu chúng ta có thời gian 40 phút. Nghĩa là sau, ví dụ em đặt là ghi là 15 phút thì sau 15 phút là nó là hết giờ, là học sinh không làm được nữa đúng không ạ? Là hết cái bài đấy, là hết kết thúc cái bài đấy, nhưng mà vẫn là mở cho tất cả các bạn khác. Cái thời gian mà mở bài thi với kết thúc bài thi nó khác nhá, so với cái thời gian kết thúc bài thi trong cái thời gian thi của mỗi người. Chứ không phải là mình căn giờ đâu. Mình không phải căn giờ. Là ví dụ nhá, bạn mở hôm nay bạn bài này, tối nay bạn mở bài này đến hết ngày hôm sau đúng không? Và thời gian chỉ có 30 phút thôi. Nó chỉ có thời gian 30 phút thôi. Thế thì trong ngày mai đến hết ngày mai là cả cái lớp đấy là không biết là giờ nào. Thế tóm lại là cứ cái giờ, trước cái giờ hết tối đêm ngày mai là các em phải vào. Và mỗi một lần vào, mỗi một thí sinh đấy chỉ vào được 30 phút thì chúng ta đã đặt giờ 30 phút rồi. Đấy. À vâng ạ. Đấy kiểu như thế. Vâng ạ. Vâng, vâng, em cảm ơn ạ. Vâng. À, các thầy cô khác ạ. Thầy cô có gì trao đổi với cô Minh trước khi chúng ta kết thúc buổi hôm nay không ạ? Không đúng không ạ. Vậy thì thay mặt cho các thầy cô thì cảm ơn cô Minh đã có một buổi chia sẻ rất là thành công đối với các thầy cô giáo ở cấp 1 và cấp 2 Hạ Hòa. Theo như sản phẩm mà các thầy cô gửi trong nhóm Zalo thì đa số các thầy cô cũng đã hoàn chỉnh được một cái sản phẩm, đó là thiết kế đề kiểm tra đúng không ạ? Rất là cảm ơn cô Minh. Thế thì trong quá trình mà các thầy cô làm việc ở trường ấy ạ, các thầy cô cần có một cái đề xuất hay có mong muốn gì đó liên quan đến công nghệ thì các thầy cô cứ mạnh dạn trao đổi với lại mình sẽ có thể kết nối với cô Minh để cô Minh có thể sẽ nghĩ ra thêm những cái phương tiện mới, những cái công nghệ mới để giúp đỡ cho các thầy cô trong quá trình các thầy cô giảng dạy, đúng không ạ? Thì trong cái quá trình này thì chúng ta sẽ còn vài buổi nữa để kết thúc cái đợt tập huấn, cho nên trong quá trình đợt tập huấn này thì các thầy cô cũng cứ tranh thủ ạ. Nếu mà các thầy cô muốn đề xuất một nội dung mà các thầy cô chưa hiểu, chưa nắm được thì các thầy cô cứ đề xuất ạ. Mình sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để đưa vào cái khóa tập huấn này cho các thầy cô được sử dụng những cái mà có thể giúp ích cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy. À, được không ạ? Vậy thì kết thúc buổi hôm nay thì xin mời các thầy cô là chúng ta sẽ có một cái phần mà phòng giáo dục yêu cầu chúng ta thực hiện, đó là các thầy cô vui lòng là điền thông tin vào cái mục điểm danh ở trong cái form mà mình gửi ở trong nhóm chat đấy ạ. Các thầy cô vui lòng vào nhóm chat Zoom ạ. Mình không gửi cái này vào nhóm chat Zalo bởi vì là đây là điểm danh cho phần tập huấn của hôm nay, cho nên là các thầy cô sẽ điểm danh luôn vào cái form này ạ, được không ạ? Các thầy cô vui lòng điền các thông tin vào cái form điểm danh ở trong nhóm chat Zoom ạ, được không ạ? Các thầy cô đã nhìn thấy chưa ạ? Cô Hằng nhìn thấy chưa? Cô Lan nhìn thấy chưa ạ?
Thấy rồi, nhìn cô thấy ạ. rồi ạ. Em nhìn thấy rồi ạ. Đấy, các thầy thấy cô. rồi ạ. Dạ vâng, đấy chính là phần phần chúng ta phản hồi lại đối với buổi tập huấn công nghệ thông tin hôm nay ạ. Trước hết thì cảm ơn các thầy cô đã tham gia đầy đủ cho đến lúc này. Hôm nay chúng ta cũng chắc là mọi người cũng rất là nhiệt tình và hào hứng cho cái phần tạo đề thi này. Cho nên là các thầy cô cũng đã ở lại đây đến 11 giờ đúng không ạ? Rất là nhân viên là khen cái tinh thần học tập miệt mài của các thầy cô ạ. Thứ hai là các thầy cô cũng đã làm được cái sản phẩm của mình rồi. Vậy thì để cho cái sản phẩm của chúng ta hoàn chỉnh thì bài tập về nhà của buổi hôm nay sẽ là mỗi thầy cô hãy thiết kế một đề thi học kỳ 1 hoặc là học kỳ 2 đối với khối lớp mà các thầy cô đang dạy ạ. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ gửi sản phẩm vào trong nhóm ạ. Đúng không ạ? Và ngoài ra thì các thầy cô chưa hoàn thành bài tập về nhà của buổi tuần trước ạ. Thì các thầy cô sẽ có thời gian là tối nay và sáng ngày mai trước khi trung tâm sẽ gửi danh sách các thầy cô đã hoàn thành bài tập lên nhóm ạ. Thì các thầy cô thông cảm nhé. Nếu các thầy cô có sự cố gì về kỹ thuật thì các thầy cô chịu khó khắc phục ạ. Đúng không ạ? Thì đấy xin phép là chia sẻ với các thầy cô các nội dung như vậy ạ. Cuối cùng thì xin chúc các thầy cô hoàn thành cái phần bài tập cũng như là sản phẩm của mình một cách hiệu quả nhất và chúc các thầy cô cuối tuần vui vẻ. Xin cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng ạ, các thầy cô. Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe đến tận 11 giờ hôm nay. Chúc các thầy cô ngủ ngon. Chúc các thầy cô có một ngày cuối tuần vui vẻ và ngày mai chúng ta nghỉ ngơi đúng không ạ? Các thầy cô vất vả quá. Chúc các thầy cô ngủ ngon ạ. Em cảm ơn các cô ạ. Các cô ngủ ngon ạ. Vâng ạ, xin chào các thầy cô. Dạ vâng ạ, cảm ơn các thầy cô. Em chào các cô ạ. Dạ vâng ạ. Goodbye. Dạ vâng ạ. Goodbye. Chào cô ạ. Next time, hẹn gặp lại các thầy cô. Chào các cô ạ. Vâng, xin chào các thầy cô ạ. Bye. Thanh hôm nay vắng bóng nhiều, không thấy Thanh xuất hiện mấy nhỉ? Cô ơi, em không bỏ được đâu cô ạ. Em hôn lốt suốt rồi, chịu. Vâng, chẳng nhập đâu. Không nhập em được. Là Thuận ạ, không vào được cô ạ, chịu đấy ạ. Vâng. Bấm thẳng vào đấy là được đấy ạ. Vâng, nhưng em cũng lốt nhiều. Hiện tại thì trong nhóm trong phần form thì đã thấy 25 thầy cô đã điểm danh. 25 thầy cô nhanh đấy. Vâng, em vừa bấm như là vâng. Quay tròn mà. Chắc là do mạng đấy cô ạ. Cô nếu mà cô Thuận mà chưa vào được thì một lát nữa hoặc là sáng mai cô Thuận vào lại nhá. Cô Thuận thì ok rồi. À, cô gửi vào đường link của lớp cho cô hay nào ạ? Dạ. À, đường link cô gửi đường link của lớp chứ. Mà mai vào đâu ạ? Không ạ, cô giáo chỉ cần bấm vào đường link điểm danh nhóm thôi, xong các thầy cô điền vào thôi ạ, không cần gửi vào đâu đâu ạ, không cần gửi vào vâng, đâu. Nhưng bây giờ cô giáo đang gửi trên nhóm lớp chưa ạ? Không cần, các thầy cô cứ tự ấy thôi ạ, các thầy cô cứ tự điền vào, sau đó thì mình sẽ nhận được thông tin phản hồi luôn ạ. Vâng, nhưng mà em đang hỏi đường link thì mình bấm vào, bây giờ em sợ khi mà chatbox thì nó không còn nữa. À vâng, thế có những ai chưa làm được ạ? Của cô Thuận đúng không ạ? Vâng ạ, sẽ gửi cho cô Thuận luôn. Vâng. Em bấm lốt đều đây trên máy em chứ được không? Vâng, được rồi ạ. Lát nữa sẽ gửi qua Zalo cho cô Thuận ạ. Của em chưa vào được đâu cô giáo ạ. Vâng, em chào cô ạ. Miss Liên check inbox riêng cho cô Thuận và cô Thắng ạ. Vâng ạ, của em không vào được đâu ạ. Dạ vâng, các thầy cô nào mà chưa vào được thì các thầy cô nhắn tin riêng giúp em ạ. Của Lê Hoàng Hải vẫn chưa vào được. À vâng ạ, Lê Hoàng Hải, vâng ạ. Wow ơi. Liên gửi cho các thầy cô chị nhé. Thầy cô nào đấy ạ? À? Cô Thuận. Cô Thắng ạ. Em ạ. À, cô Thuận ở trong nhóm tiểu học hay nhóm nào đấy ạ? À?
Thuận Mê Thắng ở nhóm trung học cơ sở đấy ạ. Dạ vâng ạ. Em Tô Thị Liên Phương ở nhóm trung cơ sở của ạ. Dạ vâng ạ. Là chị nào đấy ạ? À, em vừa mới tìm thấy chị anh Thắng và chị Thuận thôi ạ, còn ai nữa ạ? Vâng, em Tô Thị Liên Phương ạ. Nhóm chung cơ sở ạ. Dạ vâng ạ. Em kết bạn đấy ạ. Vâng, Lê Hoàng Hải trung học cơ sở ạ. Dạ vâng ạ. Đấy, trong quá trình triển khai thì các anh chị có khó khăn gì các anh chị cứ vui lòng inbox nhé. Chúng ta có thể inbox trực tiếp cho cô Vũ Minh cũng được ạ. Hoặc là cho bên các thầy cô. Có người Minh ấy, có người Linh. Em thưa cô là nhà em với lại bạn Mai Phương ở Xuân Áng mất điện, bây giờ em đợi mãi có điện bây giờ em mới vào được ạ. Em thưa cô phần này thì các thầy cô sẽ được nhận phần tức là các cô cũng đã ghi hình lại cái buổi học ngày hôm nay rồi thì các cô sẽ gửi lại. Em chị có thể dạ. Nghiên cứu. Dạ vâng ạ, thì cô giáo gửi lại cho em học sau ạ, em đợi mãi bây giờ mới có điện, buồn quá cô giáo ạ. Vâng, cô vất vả. Vâng, vừa mới có điện thì em vào ngay lại kết thúc học mất rồi. Thì cô giáo thông cảm cho bọn em ạ. Vâng ạ. Vâng. Em ở Xuân Áng cô giáo ạ. Em cảm ơn cô. Vâng, các thầy cô vào sau, các thầy cô tích vào danh sách điểm danh nhé. Ở trong nhóm chat đấy ạ. Trong nhóm chat Zoom ạ. Vừa nãy vừa lưu ý các thầy cô là bởi vì là hôm nay là buổi học này để điểm danh tất cả các thầy cô học Zoom hôm nay, vì thế nên là không gửi lên nhóm. Vừa thầy cô Thuận cô này gửi lên nhóm ạ. Em chụp xong nào em lại bấm nhầm nên em lại lạ. Dạ vâng. Thank you.
Rồi, xin chào các thầy cô ạ. Các thầy cô xong rồi thì các thầy cô có thể rời vào nhóm ạ. Các thầy cô còn lại trên màn hình, các thầy cô có câu hỏi cần trao đổi gì nữa không ạ? Nếu không thì chúng ta có thể rời khỏi nhóm rồi ạ. Xin chào các thầy cô ạ. Hẹn gặp lại các thầy cô vào tuần tới ạ, tối thứ bảy. Goodbye. Xin chào cô ạ. Vâng ạ, nếu không có ai gì nữa thì xin phép là kết thúc ạ. End, right?